Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn hàng lông mày đậm nét khí khái kiên cường hào sảng oai hùng xứng với danh hiệu phí tiếu bồi quân tam vạn trường bất ngôn ly thương trích dẫn từ bài thơ nam hương tử tạm dịch là cùng chàng uống say một trận vượt qua mọi trông gai chắc trở đôi ta bên nhau đến bạc đầu đây chính là hai vị đại thiên tôn cuối cùng của ma đạo tôi thất thái minh vương khổng tuyên và đạo lữ của ông ấy thiếu ca thiên tôn ngay thời khắc hai vị thiên tôn ma đạo hiện thân phân thần của âm sơn lão tổ đã không thể tiếp tục đánh thức ý chí của vọng thiên hống phúc sinh vô lượng thiên tôn, trần tổ, đạo tâm của âm sơn pháp mạch không tồn tại tai họa đầu độc chúng sinh, các người đã bị thiên đạo lợi dụng trở thành kiếp nạn tai ương tại nhân gian, đến hôm nay khí số đã tận, người còn dám vọng tưởng gây nên sát nghiệp hả? Khổng tuyên trầm giọng hỏi, hừ, ma đạo sỉ nhục âm sơn ta như thế, không diệt trừ ma đạo, lòng ta khó mà an ổn được. Trần Dương hừ lạnh một tiếng kiêu ngạo nói, nếu nhà ngươi chịu dừng tay, ta liền để ngươi thoải mái tiếp tục luyện hóa ý chí vọng thiên hống, Đợi đạo pháp của ngươi đại công cáo thành rồi tái chiến một trận. Nếu như ngươi không đồng ý, thì hôm nay dù ta có phải thịt nát xương tan, cũng muốn kéo ngươi xuống đồng quy cùng thiên địa. Khổng tuyên cao ngạo tuyên bố, đáng tiếc, chỉ dựa vào hai vị đây, sợ rằng sẽ không ngăn được ta đâu. Âm sơn lão tổ nói, vậy nếu như thêm ta thì sao hả? Theo tiếng nói vừa cất lên, một trận thần phong chấn động từ bên ngoài cử thiên ảo ảo truyền đến. Tiếp đó, phong thập bát bổn tôn xuất hiện tại nơi này. Ngươi lại là kẻ nào đây? Lúc âm sơn lão tổ Trần Dương bế quan thì danh tiếng của phong thần vẫn chưa truyền đi xa, vì thế mới hỏi câu này. Phong thần đời trước, phong thập bát, ha ha, chỉ là một tiểu thần nhỏ nhoi của điện phong thần cũng dám nhúng tay vào trận chiến tranh giành của âm sơn pháp mạch và ma đạo sao, quả đúng là không biết tự lượng sức mình. Âm sơn lão tổ cười lạnh nhạo bám nói, xem ra ngươi quả thực bế quan quá lâu rồi đấy. Phong thập bát bình tĩnh nói thêm một câu, Ây, Trần Tổ, vị trước mặt đây không phải là tiểu thần của điện phong thần, mà là người đã thông qua khảo luyện sinh tử chư thần hoàng hôn và dung hợp bốn loại đại đạo pháp tác thuộc hệ phong vào người đấy. Cô ấy là cửu thiên phong chủ người sở hữu năng lực của thái cổ phong thần có thể tạo ra lĩnh vực bạo phong. Khổng tuyên thở dài chán nản nói, nghe câu nói này khiến thần sắc của âm sơn lão tổ khẽ biến, bắt đầu rơi vào trầm tư. Với năng lực của lão ta có thể tiếp chiêu với hai vị đại thiên tôn của ma đạo, nhưng mà nếu tăng thêm một cửu thiên phong chủ, đừng nói phân thần của lão không hề có sức mạnh chống đỡ, cho dù bổn tôn xuất chiến cũng chưa dám chắc toàn thân rút lui. Cửu thiên phong chủ, đó chính là người sánh ngang với lôi chủ đầu mẫu nguyên quân và binh chủ cửu thiên huyền nữ. Thời đại mạt pháp vẫn chưa kết thúc, ta không tin các người dám làm trái với thiên đạo pháp tắc mà ra tay đâu. Trần Dương hậm hực nói, người cứ đánh thử thì biết, phong thập bát dùng giọng điệu hiên ngang không nao núng phản bác. Trần Dương lần nữa rơi vào trầm mặc, thở dài một hơi rồi nói, ta có thể không động thủ, nhưng tiếp sau đó dù phát sinh ra chuyện bất chắc gì thì các ngươi cũng không được phép xen vào. Trần Dương nói, được thôi, chỉ cần ngươi không động thủ, cho dù mệnh bàn sát phá lang bị phá hủy, bọn ta cũng tuyệt đối không ra tay ngăn cản. Bất động minh vương khổng tuyên nói, được, cho dù trận chiến thiên tôn đã tạm thời ngừng lại, nhưng giả quang lụi tàn bỗng chốc ập đến. Tiếp đó ma khí trên đỉnh quỷ tiến bỗng bộc phát dữ dội, mà tính của Nguyệt Chi ám diện cuối cùng đã thức tỉnh rồi chương 457, kiếp nạn khó thoát một. Những người dưới mặt đất như chúng tôi không thể tra xét được chuyện xảy ra ở nơi xa xăm trên bầu trời cao của núi Thái Âm, lúc đó ba người chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong bàng hoàng trước sự trở lại của cựu vương giả ma đạo. Bắc Minh Tú là tướng quân chấn thủ biên cương ma đạo, người đứng ngang hàng với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn và hách liên thiên tôn của ma đạo. Đối với sự trở lại của ông ấy, cảm xúc trong tim tôi dối rắm khó tả. Nếu như ông ấy giống như Bạch Hà Sầu, ngay từ khi ma đạo bắt đầu khởi binh đã ở cạnh chúng tôi thì còn tốt, nhưng ông ấy nhất mực không làm vậy. Không chỉ không làm vậy, ông ấy còn lại là lão đại trong âm sơn thập nhị sát, thậm chí mang trách nhiệm là người thủ hộ của âm sơn pháp mạch. Phản bội âm sơn quay về ma đạo, đây là một chuyện gây ra tranh cãi rất lớn, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng danh vọng cả đời của ông ấy. Tôi có thể tưởng tượng được, hậu thế ghi chép lại đạo tàng nhất định sẽ vì điều này mà luận tội bôi nhỏ ông ấy với lại còn sẽ trực tiếp liên lụy đến tiền đồ khiến ông ấy không thể chứng được thiên tôn không bàn luận tới hành vi làm việc thiện hay ác nhưng mà thiên tôn không thể chịu nhục trường nào còn mang vết nhơ này trên người bắc minh tú sẽ vĩnh viễn không thể thành công bước lên thiên tôn mà bản thân ông ấy vì luyện hóa tử nhân kinh vốn đã giành được cơ duyên trở thành thiên tôn rồi tôi chưa kịp nói gì tiếng nói của lang xuyên quân từ đằng xa đã vọng tới bắc minh tú người phải suy nghĩ cho kỹ nếu người quay về ma đạo Cả đời này cũng đừng mơ trở thành thiên tôn nữa. Thiên tôn thì có gì to tát, ta trước giờ đều chẳng thèm quan tâm." Bắc Minh Tú quay người lạnh giọng nói, "Đại sư huynh, lão tổ đối xử với huynh không tệ, không chỉ giúp huynh trùng tu âm thân, còn đem tử nhân kinh truyền thụ cho huynh. Những gì huynh làm ngày hôm nay, quả thực khiến người ta thất vọng." Hồ Vĩ đạo tôn nhẹ giọng khuyên bảo, "Giữa ta và lão tổ đã có giao hẹn từ trước, lão cứu ta một mạng, ta thay lão thủ hộ âm sơn pháp mạch." mãi tận đến khi ma đạo phục sinh trở lại. bắc Minh Tú nói, huynh thân là đại sư huynh của âm Sơn suốt 3.000 năm, cho dù quay về ma đạo, ma đạo cũng chưa chắc cho huynh sự tôn trọng mà huynh xứng đáng được nhật, lúc này quay đầu, âm Sơn vẫn sẽ kính trọng huynh như cũ. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói, ma đạo bất diệt, Bắc Minh Tú ta làm sao có thể tiếp tục ở lại âm Sơn? Hôm nay ma đạo đã tái xuất, tại sao ta lại không thể quay về chứ? bắc Minh Tú hỏi, đại sư huynh, ta nói thật cho huynh biết, Cùng mông sư huynh đã giành được ý chí nguyệt ma mà huynh ấy cần, chỉ đợi đến khi giả quang lụi tàn liền có thể thức tỉnh ma tính nguyệt chi ám diện. đến lúc này mệnh bản sát phá lang chắc chắn sẽ bị phá hủy. Lạc thủy tiên tử cũng cất lời, cái gì cơ, bắc Minh Tú nghe thấy lời này thì sững sờ, quay đầu hướng về phía đỉnh quỷ tiễn. Chính tại lúc này, vầng trăng trên trời bị thiên cầu nuốt chừng triệt để, thời khắc giả quang lụi tàn đã đến. Lúc đó, ma khí bộc phát dữ dội trên đỉnh quỷ tiễn. Trong hang động, cô bé A Lê đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình. Trong mắt cô bé không còn vẻ trong sáng và thanh thuần của thiếu nữ, mà là một mảnh u tối mông lung. Đôi con người mờ mịt trống rỗng, thấp thoáng thần uy hủy diệt. Ma tính nguyệt chi ám diện trên người của A Lê thức tỉnh, bây giờ A Lê đã trở thành hóa thân của Nguyệt Ma. Sức mạnh của thái cổ Nguyệt Ma vẫn còn nằm trên người đạo tổ, tuy rằng chỉ đánh thức được một phần ma tính, nhưng sự cường đại của thần uy cũng không phải thứ mà một thiên tôn bình thường có thể so sánh được cung nghênh chủ nhân Nguyệt Ma Giá Lâm đến đại địa nhân gian. Phùng mông thành kính quỳ xuống mặt đất hành lễ nói. A à Lê dường như không nghe thấy gì cả từ từ bước ra khỏi hang động, đứng trên đỉnh quỷ tiễn ngước nhìn lên bầu trời. Cô bé nhìn bầu trời âm u tối đen, tiếp tục nhìn về tứ phía xa xăm, sau đó âm trầm phát ra một tiếng thời dài, nói thế giới này ta đã từng đến đây. Đây là lần thứ hai A Lê nói câu này, chẳng qua lần thứ nhất nói câu này cô bé là Nguyệt Thần, mà bây giờ cô bé là Nguyệt Ma. Phùng mông, chính nhờ sự tận trung của ngươi nên ta mới có thể tái sinh quay về ngước nhìn thế giới này tuy đối với thế giới này ta chỉ có nỗi thống hận tột cùng nói đi ngươi muốn ta làm gì cho ngươi a à, lê mở miệng nói chủ nhân tại thượng ta muốn cầu xin người ban cho nguyệt ma tam Tiến giúp ta tiêu diệt ba kẻ cường địch ngươi muốn giết ai a à, lê hỏi ma đạo tổ sư tạ lan tướng phá quân lâm thủy họa và tướng bảy mưu tính kế khương tuyết dương với sức mạnh nguyệt ma chỉ cần nói ra tên của kẻ thù liền ngay lập tức xác định vị trí của đối phương. Người mà ngươi muốn giết là bọn chúng đúng chứ? A Lê chỉ tay về hướng âm sơn tổ đình hỏi. Không sai, nhân danh của ta, thỏa lòng mong mỏi của ngươi. A Lê nói xong từ từ bay lên không trung, sau lưng mọc ra đôi cánh lông vũ màu đen sẫm, đôi cánh hòa vào bóng tối. A Lê cùng bóng đêm nhập làm một thể, tiến vào cảnh giới trống rỗng mông lung không thể phát giác, bây giờ trong mắt cô bé chỉ còn lại sát phạt tàn khốc chương 458, kiếp nạn khó thoát hai Đưa cung tiến cho ta. Dạ, phùng mông dâng lên cung tiến sớm đã chuẩn bị cho cô bé, cung tiến đều có lai lịch đặc biệt. Cung gọi là thượng cổ cốt cung, mô phỏng theo kỹ nghệ được truyền lại của tộc phùng mông, lấy xương cuộc sống của tổ long trong hẻm núi Hắc Long tạo thành. Lấy hàng ngàn hàng vạn vong hồn để cầu nguyện và hiến tế Dây cung dùng sợi tóc mà thiên tôn đã tử chiến lưu lại Sợi tóc lại được gọi là sợi phiền não Tâm cảnh thiên tôn kiên định nên sợi tóc cũng chắc chắn bất phàm cực kỳ linh hoạt. Tiễn được gọi là liệt hồn tiễn, lấy huyền thiết ở núi Thái Ấm đúc thành, không chỉ có thể bắn chúng nội tạng còn phá hủy được thân hồn. A à, Lê tùy ý giơ tay lên, cung tiễn cầm vững trong tay. Tiếp đó cô bé dùng tay từ từ kéo căng dây cung, kéo thành hình bán nguyệt, mũi tên bay thẳng đến Âm Sơn Tổ Đình. Âm Sơn Tổ Đình, trên quảng trường thần điện, người cảm nhận thấy sát cơ hủy diệt của Nguyệt Ma chi tiễn đầu tiên chính là tôi. Trận đại chiến đấu với Bắc Minh Tú lúc trước đã khiến tôi tiêu hao thần niệm, tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục được nguyệt ma chi tiến vừa khóa chặt lấy khí cơ của tôi ngay lập tức cả người tôi bỗng nhiên dùng mình rồi run rẩy dữ dội tiếp đó lông tơ toàn thân đều dựng ngược hết lên tạ lan anh làm sao thế thùy họa lo lắng hỏi anh bị khóa chặt tôi bình tĩnh nói nghe lời này trên mặt bắc minh tú hiện lên vẻ hối hận vô cùng sức mạnh hủy diệt của nguyệt ma chi tiến vô cùng khủng khiếp mà đây lại là mũi tên thuộc về một nhân vật thần thông lợi hại cho dù ông ấy có chiến lược tuyệt vời cũng không có cách nào phát hiện ra để ngăn cản, trừ phi đích thân thiên tôn xuất hiện. Bắc Minh Tú muốn dùng bản thân cản mũi tên chết thay cho tôi, nhưng tôi quyết đoán từ chối, rồi đem Thức Thần thâm nhập vào huyền quan lần thứ ba. Nếu như không có trận ác chiến với Bắc Minh Tú, tôi không cần dùng Thức Thần trốn vào huyền quan, liền có thể nhờ Ma kiếm trong tay khởi động kiếm hải, rồi lấy Cự Long kiếm khí khóa giữ Nguyệt Ma chi tiến nhằm mục đích cản bước nó. Sức hủy diệt của Nguyệt Ma chi tiến tuy rằng đáng sợ, nhưng ma kiếm ngự long quyết của tôi đã phát triển đến cực hạn nên cũng đồng thời có uy lực vô biên đáng tiếc thay tôi của hiện giờ đã rơi vào tình trạng thức thần suy nhược trầm trọng muốn đỡ lấy nguyệt ma chi tiến chỉ đành nhờ cậy vào ma kiếm phong ngã duy kiếm ngã dĩ bất tồn dịch thơ quên đi bản thân chỉ còn mỗi kiếm bản thân tôi đã không còn tồn tại khi tôi không còn tồn tại ma kiếm sẽ tái sinh trong cơ thể tôi sau đó nắm quyền kiểm soát thân thể của tôi đây là một trận cá cược nguy hiểm Tôi muốn cực ma kiếm có thể ngăn cản Nguyệt Ma chi tiến, đồng thời còn muốn cực cả hai bọn nó sẽ đồng quy vô tận, bởi vì nếu ma kiếm không chết đi, thì thức thần của tôi vẫn sẽ khó mà thoát khỏi tử nạn. Nguyệt Ma chi tiến trầm chậm, chậm không bắn ra, khóa chặt tôi quá lâu cũng không thấy chuyển đến bất kỳ âm thanh xé gió nào. Mà giờ phút này đằng trước tôi đã là một mảng kiếm hải minh mông đối diện trực tiếp về phía đỉnh quỷ tiến, không rõ đã bao nhiêu kiếm khí lưu hình bị ma kiếm từ trong cơ thể tôi điên cuồng kích phát ra bên ngoài. Ma kiếm và thức thần của tôi giống nhau, có thể cảm nhận thấy sát cơ của Nguyệt Ma Chi Tiến. Cuối cùng, ngay sau tiếng thở dài của A Lê, cô bé đã quyết định buông dây cung ra. Kiếm Hải nảy sinh phản ứng tạo ra cơn sóng cuồn cuộn quái dị, muốn cản bước Nguyệt Ma Chi Tiến. Nhưng mạo uy lực của mũi tên này thật sự quá mức lợi hại, kiếm khí lưu hình vỡ tan thành cát bụi, dường như một tấc cũng không thể ngăn cản được nó. Đợi khi mũi tên muốn bắn tới trước mặt tôi, Ma kiếm bổn tôn rút ra kiếm vấn thiên hừng hực khí thế chặn nó chỉ nghe thấy những tiếng hét thảm khốc tựa như gió bão giạt rào vang lên trong không khí kiếm vấn thiên và liệt hồn tiễn mà nguyệt ma bắn ra không biết đã giao chiến bao nhiêu hiệp cuối cùng ma kiếm vẫn không thành công ngăn cản liệt hồn tiễn để mặc cho mũi tên sắc nhọn đâm vào huyệt thần đình trên đỉnh đầu tôi huyệt thần đình là lối vào của huyền quan cũng chính là nơi ẩn náu của ma kiếm ma kiếm vỡ vụn thành trăm mảnh mà khi mũi tên sắc nhọn tàn nhẫn xông vào trước huyền quan tôi thì cạn kiệt lực đạo rơi mạnh xuống đất chỉ lưu lại trên trán tôi những giọt máu tươi nhiễu từng giọt từng giọt xuống tôi thắng cược rồi tôi đã cược đúng tiếp theo chính là kiếp nạn sát thân của thùy hỏa và khương tuyết dương khi tôi nhìn về phía họ bất thình lình phát hiện mái tóc của thùy hỏa đã bạc trắng đang thả bay trong gió ngọn lửa trong con ngươi màu xanh bắt đầu bùng cháy dữ dội mũi tên thứ hai của nguyệt ma đã đến rồi mục tiêu chính là thùy hỏa thùy hỏa đứng sừng sững hiên ngang vì cô ấy sở hữu thân thể tử thần nên chỉ cần thần hồn bất diệt liền có thể mượn hồn năng để niết bàn trùng sinh. Mà trải qua những trận đại chiến khốc liệt ở núi Thái Âm, thứ không thiếu nhất chính là hồn năng. Ngoại trừ thân thể tử thần ra, khi thủy hỏa đỡ Nguyệt Ma chi tiến vẫn còn một lợi thế khác. Nguyệt Ma là thái cổ thần ma, tử thần cũng là thái cổ thần ma, tuy rằng thực lực của thủy hỏa và Nguyệt Ma không cùng một cấp bậc, nhưng thần vị lại đứng ngang hàng nhau. Vì thế, mũi tên của Nguyệt Ma không có tác dụng nghiền nát của những kẻ bề trên đối với cô ấy thời gian chúng tôi đợi mũi tên này càng trôi qua chậm chạp hơn rất rõ ràng dù a lê đã kế thừa ý chí của nguyệt ma cũng nhận thức được mũi tên của cô bé căn bản không thể giết chết thùy họa nhưng mà đến cuối cùng cô bé vẫn ra tay rồi thùy họa bắt buộc phải niết bàn nếu không cô bé căn bản không thể giết chết khương tuyết dương mũi tên thứ hai mà nguyệt ma bắn ra thùy họa không thể chống đỡ được tiến thẳng vào lần niết bàn trùng sinh thứ ba sau khi cô ấy được phong làm tử thần tử thần bất tử Mỗi lần niết bàn trùng sinh sẽ đều trở nên mạnh mẽ cường đại hơn, về điểm này tôi hoàn toàn không lo lắng, người mà tôi lo lắng chính là Khương Tuyết Dương. Cô ấy căn bản không có năng lực chống đỡ nguyệt ma chi tiến, hôm nay lại là ngày sát sư, đã định sẵn sẽ gặp kiếp nạn khó thoát. Chương 459, cái chết của Tuyết Dương 1. Đình Quỷ Tiễn, a lê để chống hai mũi tên, thở ra một tiếng dài thường thượt. Ma chủ, chuyện này lại là như thế nào nữa? Phùng Mông hỏi. Mà đạo tổ sư tạ lan trên người có khí số tiễn của ta không thể bắn chết hắn được a à, lê đáp tướng phá quân thì sao nghe vậy phùng mông sắc mặt trầm xuống hỏi phá quân đã chứng đắc thân thể bất tử của thái cổ tử thần uy lực của thái cổ tử thần thời hoàng kim vẫn trên cơ của ta mũi tên của ta không có hiệu quả với cô ấy càng không thể giết chết cô ấy vậy tướng bày mưu tính kế thì thế nào lòng phùng mông càng thêm trùng xuống hỏi vì để đánh thức ma tính của nguyệt tri ám diện phùng mông đã phải hy sinh rất nhiều không chỉ ra sức bóp méo đi tâm trí của A Lê, thiếu nữ bộ tộc Đông Di, đồng thời cũng đem toàn bộ ý chí Nguyệt Ma của tộc Phùng Mông Hiến Tế ra, vậy mới khiến Nguyệt Ma đến được nơi này. Nếu như có thể phá vỡ mệnh bàn sát phá lang, sự mất mát là hoàn toàn xứng đáng. Do sau khi phá vỡ mệnh bàn thì ông ta sẽ nhận được phần thưởng của thiên đạo, lấy được cơ duyên thiên tôn. Nếu mà thất bại, không chỉ không bảo vệ được tổ đình của âm Sơn, ông ta cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi không chết không thôi của ma đạo. Đệ tử ma đạo trọng tình, trọng nghĩa, quang minh chính đại mà chiến đấu đến chết, không ai bị được. Phùng mông dùng tà thuật khống chế A Lê trước, sau đó lại sử dụng nguyệt ma tam tiễn để đánh lén, không thể thoát khỏi sự truy sát của các đệ tử ma đạo. Quan trọng hơn là phá quân còn chưa chết, người phụ nữ này lại liên quan đến việc phục thù, năm đó toàn bộ Nam Hải Long tộc bị xóa sổ có thể thấy được sự ghê gớm. Hôm nay là ngày sát sư, ta mượn tay A Lê để bắn tên, Khương Tuyết Dương chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa a à lê nói khi nghe tin khương tuyết dương chắc chắn phải chết quỷ tiến phùng mông thở phào nhẹ nhõm nhưng có một điều ta cần ngươi phải hiểu a à lê lại nói vẫn xin ngô chủ nói rõ ta dù không biết nhân quả giữa ba người này nhưng có thể cảm nhận được vận mệnh của ba người được liên kết với nhau bất kỳ một người nào mất đi cũng sẽ dẫn đến việc phản vệ của mệnh bàn khởi bẩm ngô chủ thứ kết nối số phận của họ là sát phá lang tam phương tứ chính ô chẳng trách nhưng ta không quan tâm ta đã chết rồi phá vỡ mệnh bàn sát phá lang, đủ để làm cho Nguyệt Ma danh bất hư truyền, sánh ngang thái cổ thần vương, ha ha ha. A à Lê cười điên cuồng, vừa cười vừa hướng về phía Khương Tuyết Dương kéo căng dây cung. Một mũi tên bắn ra, âm ti, tứ đại phán quan đang tề tiểu tại thư phòng của Thôi Vũ, âm luật ti. Phán quan Tuần Dương không có tên trong này, mặc dù ông cũng mang danh phán quan, luận thần vị, quyền hạn lẫn truyền thống đều tranh lệch khá nhiều so với tứ đại phán quan. Chức vị của ông ta tương tự với tuần tra ngự sử trong thời cổ đại, chịu trách nhiệm việc liên lạc giữa các quân cơ đại thần của âm ti và tuần tra hai cõi âm dương. Thời khắc này, bốn người trong thư phòng của Thôi Vũ lần lượt là phán quan âm luật ti Thôi Vũ, phán quan phạt ác ti Trung Quỳ, phán quan thưởng thiện ti Ngụy Trưng, phán quan sát tra ti Lục Chi Đạo. Mặc dù tứ đại thẩm phán đều thuộc thẩm quyền quản lý của Bắc âm đại đế, nhưng vẫn có nhiệm vụ độc lập. Đến Bắc âm đại đế cũng không thể nhúng tay vào nhiệm vụ này, cả cửu u nữ đế cũng không thể can thiệp được nhiệm vụ này có liên quan đến bút xuân thu bút và sổ sinh tử lúc này đây trước mặt của tứ đại phán quan chính là một cuốn sách sinh tử xa xưa và thiêng liêng sách sinh tử này do hậu thổ nương nương viết lấy bên trong ghi chép tất cả nhân quả sinh tử của vạn vật trần gian sách sinh tử đã được mở ra ở trang bên trái là hình ảnh của một đạo cô mặt mũi thanh tú bên phải được ghi chép chi chít những chữ toàn chữ khương tuyết dương núi trung nam người của khương gia trang thiên cơ che đậy cha mẹ không cha ra được sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, vào toàn chân khi còn nhỏ. Có được cơ duyên với phong thần, thu nhận làm đệ tử được ghi danh. Tư chất thông tuệ, 15 tuổi mở huyền quan, 23 tuổi trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân. Viết đến đây, có dòng nhận xét, viết rằng, Long Hồ hành tẩu đã thất truyền, Trung Nam Thượng còn có Khương Tuyết Dương. Huệ tề quán chiến đấu lữ thuần, mời thần nhập thân. Đàm cửu Long và cơ hội tương phùng với phá quân, thất sát mở ra số mệnh tham lang vài năm sau bị đuổi khỏi Trung Nam, được ma đạo tổ sư tạ lan tại Hàn Hoang Bái làm tướng bảy mưu tính kế. Viết đến đây, không có ghi chép nào về Khương Tuyết Dương nữa. Bởi do sát phá lang đã gặp nhau, vận mệnh không còn nằm trong lục đạo luân hồi, âm ty không có cách nào để biết được nữa. Nhìn vào hình ảnh và văn kiện về Khương Tuyết Dương trên cuốn sổ sinh tử, vẻ mặt của tứ đại phán quan lần lượt trở nên nghiêm trọng hơn. Trầm mặc hồi lâu, phán quan âm luật ti thôi vũ đã cầm bút sinh tử lên chư vị có ý kiến gì không? Thôi vũ hỏi, chương 460, cái chết của tuyết dương, 2. Phàm là chúng sinh trong dương gian đều được âm ty quản lý, âm ty phụng thiên thừa vận, xuống bút quản sinh tử không do thiên đạo can thiệp. Phạt ác ti trung quỳ nói, mệnh cách sát phá lang tuy sở hữu tính chất không thể nghịch chuyển, nhưng tất cả phản vệ của nhân quả cũng đều do vị thái cổ nguyệt ma đó gánh chịu, đương nhiên không liên quan đến âm ty chúng ta. Phán quan sát cha ti lục chi đạo nói, vậy thì, xin thôi phán quan xuống bút vậy. Phán quan thưởng thiện ti ngụy trưng không còn lời nào để nói nữa. Thôi vũ cầm bút lên và viết một chữ tử màu đỏ tươi lên trên ba chữ Khương Tuyết Dương. Khi nét chữ cuối cùng hoàn thành, cửu u âm ti bất ngờ nổi gió mà không rõ lý do. Rồi mưa gió lộp độc không ngớt, trên cầu Nại Hà, cửu u nữ đế thẫn thờ nhìn về mặt sông Hoàng Tuyền. Ba nghìn năm trước, âm ti, nhân đạo, tiên đạo và cả lục đạo chúng sinh không biết tử thương bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu sát nghiệp, mới có thể phá vỡ mệnh bản sát phá lang. Giờ đây, chỉ với một mũi tên của Nguyệt Ma, đã có thể dễ dàng giết chết tham lang, phá vỡ sát phá lang tam phương tứ chính. Mạnh bà, thiên đạo gian lận rồi, cửu u nữ đế thở dài nói. Khi ấy, khi ma đạo giáng thế chính là một cuộc đánh cược giữa thiên đạo và sát phá lang, giờ đây có vẻ như thiên đạo chán trò này rồi. Mạnh bà đáp, không, ngươi nhầm rồi, thiên đạo không phải chán trò chơi này. Cửu u nữ đế lắc đầu và nói. Vậy thì là gì, mạnh bà hỏi phải là sợ rồi. Bốn chữ này nói ra, trời đất sung chuyển, sát khí vô tận từ cửu thiên truyền thẳng đến cửu U. Sắc mặt mạnh bà chuyển biến lớn, bà ấy không bao ngờ rằng cửu U nữ đế sẽ nói ra những lời báng bổ như vậy. Bệ hạ, ở đây mưa gió tầm tã vẫn xin bệ hạ trở về cung nghỉ ngơi ạ. À. Mạnh bà thiên tôn hoảng sợ nói, sao nào, ngươi sợ cô chịu thiên phát sát cơ sao? Yên tâm đi, ông ta đã đi chịu nạn kiếp, không thể động đến cô được kiếp nạn rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng thiên đạo thì bất tử bất diệt. Ha ha, không ai có thể bất tử bất diệt được, ông ta cũng không ngoại lệ. Đông Hải Quy Khư, Tạ Lưu Vân đang dẫn theo một nhóm cường giả đỉnh cao của nhân đạo, thăm dò một tòa phế tích thần tích. Tàn tích chứa đầy binh đao, mặc dù binh đao đã mục nát, nhưng ý chí chiến đấu vẫn chưa tiêu biến. Chiết kích trầm xa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền triều. Đây là hai câu trong bài thơ xích bích hoài cổ của Đỗ Mục, đại ý mũi kích gãy nằm vùi trong cát, tự mài rũa nhận dấu tiền chiều. Lúc này đây tạ Lưu Vân đang cầm một thanh kiếm gãy, cẩn thận cảm nhận khí canh kim còn sót lại trong thanh kiếm. Phút chốc lơ là, ngón tay ông ta bị cắt bởi thanh kiếm gãy, máu tươi chảy ra. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Trương Chi viên ý thức được lập tức hỏi. Tạ Lưu Vân im lặng một lúc, từ tàn tích quy khư nhìn về phía bắc của nhân gian, núi Thái Âm. Lúc đầu, biểu hiện của ông ấy chỉ là sự ngơ ngẩn, dần dần một nỗi bi thương mạnh mẽ dâng lên. Sư huynh, cô ấy không còn nữa. Ai, Long Hổ Hành Tẩu đã thất truyền, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Trương Chi Viễn nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi đi. Nhân, tiên hai đạo đang ở quy khư, âm ti không ra, ai lại có thể phá hủy sát phá lang tam phương tứ chính chứ? Thiên đạo gian lận rồi, Khương Tuyết Dương với ma đạo cũng giống như tạ Lưu Vân với nhân đạo vậy. Nhân đạo hiện tại do tạ Lưu Vân đứng đầu, nhưng nhìn cả tổ đình hàm cốc quan, tạ Lưu Vân cũng chỉ là người bày mưu tính kế của nhân đạo. Tổ sư của nhân đạo là đạo đức thiên tôn, tướng sát phạt của nhân đạo là đổ mẫu nguyên quân. Vì vậy khi Khương Tuyết Dương mất đi, hai người với mệnh số tương tự nhau nên có thể cảm nhận lẫn nhau, đây chính là sự liên kết vô hình. Có thể nhận được tin tức về cái chết của Khương Tuyết Dương còn có chư vị bậc thầy thiên tôn của tam giới, bản thân họ có năng lực nhìn thấu việc trong tam giới. Mệnh bàn sát phá làng bị hủy không phải chuyện nhỏ, giờ phút này đừng nói tam giới chưa nổi sóng gió, ngay cả thời đại mạt Pháp vẫn còn chưa kết thúc, ngoài sự khó lường của thiên tâm thì không có lý do nào khác nghe tạ lưu vân nói về cái chết của khương tuyết dương vương trọng trưởng giáo toàn chân cũng thay đổi sắc mặt mà những cao thủ trong toàn chân giáo đi theo ông ấy cũng đồng thời sợ đến đứng chôn chân tại chỗ nhớ rằng khi khương tuyết dương bị đuổi khỏi toàn chân giáo từng nói khi gặp lại cô ấy sẽ là ngày gặp nhau trên chiến trường cảnh tượng cắt bào đoạn nghĩa vẫn còn sống động như hôm qua lại không ngờ rằng vị đạo cô đạm bạc từng đem đến bao nhiêu vinh dự cho toàn chân giáo nay đã hồn tiêu phách tán. Khương Tuyết Dương gánh chịu mệnh cách tham lang, chỉ chờ mệnh cách tham lang trở về hư không, thì tam giới sẽ không còn người như vậy nữa. Ngày sát sư, tổ đình âm sơn, quảng trường thần điện của âm sơn lão tổ. Một mũi tên bắn ra từ đỉnh quỷ tiến, không ai có thể cản, cũng không ai có thể tiếp được. Trực tiếp bắn thẳng đến Khương Tuyết Dương, chương 461, linh hồn trở về một. Tôi, khương tuyết dương trời sinh mệnh cô độc gánh lấy mệnh cách tham lang vào toàn chân học đạo bái ngọc thanh chân nhân làm thầy năm vào huyền quan thì thầy niết bàn ra đi từ nhỏ đã được phong thần khai sáng lại còn nhận được yêu ái từ vũ thần huyền minh luôn có nỗi sợ trong lòng sợ rằng sẽ cô phụ giao phó của thần linh cho đến năm tôi trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo bắt đầu số mệnh của cuộc đời mình từ mệnh cách của tham lang mà tôi được kế thừa ký ức của tham lang phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo năm đó sau đó dấu ấn linh hồn của tham lang hộ pháp thiên tôn biến mất đồng quy cùng trời đất tham lang hộ pháp thiên tôn ma đạo không thấy đạo tàng ngay cả trong lịch sử ma đạo cũng không tìm được ghi chép cụ thể thậm chí có rất nhiều đệ tử ma đạo cũng chưa từng thấy qua dung mạo thật của cô ấy tham lang có tâm sự riêng của bản thân một tiếng cũng không từng cất cũng giống như tôi vậy tôi đã từng nghĩ qua nếu tôi thích ai thì sẽ không nhẫn nhịn như tham lang hộ pháp thiên tôn vậy vĩnh viễn chỉ đứng trong mùa mưa của người khác tiếc thay định mệnh ập đến khiến tôi không thể mở lời. Tham lang hộ pháp thiên tôn miến mộ đạo tổ, cũng giống tôi nhớ về tạ lan. Ban đầu gặp gỡ, cậu ấy cũng chỉ là viên ngọc thô chưa được mài sáng, cùng với sự mài rũa của đao kiếm, viên ngọc thô tỏa sáng. Tạ lan thông minh hơn nhiều so với cậu ấy tưởng tượng, không kiêu ngạo không bốc đồng, nhưng luôn mang dáng vẻ thiên tài. Kiếm thất sát, kiếm khí cự long, mà kiếm ngự long quyết. Mặc dù cậu ấy đi theo con đường cũng được ma đạo tổ sư tính toán sẵn cho cậu ấy, nhưng lại không hề theo quy tắc gì, thường hay phá vỡ để tìm cái mới. Nó giống như việc đi du lịch, đi trên cùng một con đường nhưng nhìn thấy lại là những phong cảnh khác nhau. May mắn thay, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu ấy, từ tu vi đến tâm cảnh đến tư tưởng, lắng nghe rồi tự giải nghi hoặc, hoặc là tham ngộ và xác nhận lẫn nhau. Thật không may là tôi lại chứng kiến tình yêu của cậu ấy. Khi cậu ấy cùng với Thùy Họa xuất hiện trước mặt tôi, thì có những lời nói cả đời tôi cũng không nói ra được ước muốn đời này cũng giống với tham lang hộ pháp thiên tôn đời trước mong rằng những người có tình với nhau trên đời này rồi cũng về với nhau thực ra từ lâu tôi đã hiểu ra chỉ có tôi mới ứng kiếp nguyệt ma tam tiễn tạ lan có khí số trong vận mệnh thùy họa lại có thân thể bất tử bọn họ đều có thể đỡ được tiến của nguyệt ma chỉ có tôi mới không thể đỡ tôi không hối hận vì đã chết chỉ tiếc rằng không thể giúp ma đạo hoàn thành đại nghiệp giờ đây mũi tên nguyệt ma đang lao về phía tôi trong lòng tôi nghe được một tiếng thở dài tiếng than thở này đến từ sư phụ phong thần phong thập bát của tôi. Bà ấy cứu không nổi tôi, chỉ có thể nhìn tôi chết đi. Nghe thấy tiếng thở dài này, tôi nhận thức được sinh mệnh của tôi đã thực sự kết thúc. Vậy nên, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi đã không nhìn vào mũi tên nguyệt ma bắn về phía tôi, mà đã quay đầu nhìn về tạ lan. Cậu ấy đang nhắm mắt điều chỉnh khí tức, dường như không phát giác ra. Không phải là người đa tình, nhưng lại để nợ phải rất nhiều tình cảm, một uy nhi thông tuệ, một kiêm hà nóng bỏng, một mộ dung nguyên duệ dung mạo tuyệt mỹ. Thật ra, tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng còn có một khương tuyết dương nhẫn nhịn bao lâu nay nữa. Tham lang, chuyên việc xảo trá trong thiên hạ, nếu không phải tùy họa gả cho cậu ấy, tôi chắc chắn có thể tính kế với tất cả đoạn tình cảm của tạ lan. Tình cảm này có thể đợi, chỉ hận gặp người không đúng lúc. Tốc độ mũi tên của A Lê lại gia tăng, từng một tên bắn từ Trung Nam đến tận Hàn Hoang, bắn gãy cờ lệnh trong tay xà tiên liễu như thì. Nguyệt Ma mượn tay A Lê để phát tên, tôi tuyệt không tránh được. Hơn nữa, hôm nay là ngày sát sư, A Lê lại là học trò của tôi. Tạ Lan vẫn đang ngồi thiền, còn Thùy Hỏa đã nhập niết bàn. Di ngôn của tôi chỉ có thể nói cho Bắc Minh Tú nghe. Sau khi ta chết, mong Bắc Minh Tướng quân tận tâm phò trợ đạo tổ hoàn thành đại nghiệp. Mệnh bàn sát phá lang bị phá vỡ không đồng nghĩa ma đạo sẽ không còn đường để đi nữa. Đạo tổ sở hữu khí số, về thích quy khư vẫn còn rất nhiều cơ duyên. Bắc Minh không chết, ma đạo không diệt. Bác Minh Tú nói câu dù hắn có lòng muốn chết thay tôi, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, mũi tên này tôi sẽ không thể tránh được. Đệ tử Ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tôi đã nghe câu này rất nhiều lần, chỉ là bản thân tôi chưa bao giờ nói ra. Đôi cánh của Tạ Lan vẫn chưa phát triển hoàn thiện, tôi chưa muốn rời xa cậu ấy. Sau khi tôi chết, mệnh cách Tham Lang sẽ trở về hư không, phá hủy mệnh bàn thì đường đi của Ma đạo vẫn sẽ khó khăn như vậy. Chỉ là tôi không thể quan tâm được nữa. Hảo Phong bằng tá lực tống ngã thương thanh vân. Ngay lúc A Lê bắn ra tiến nguyệt ma, tôi đã hét lên sấm ngữ này, rồi sau đó bay lên mà đón lấy. Nỗi đau âm ỉ chỉ là điều nhất thời, một lúc sau, tôi bị A Lê bắn tiến vào huyệt thần đình. Thức thần vỡ vụn, huyền quan nứt toạc, chương 462, linh hồn trở về hai Kể từ đó, sẽ không còn khương tuyết dương trong tam giới nữa. Tôi một mực vẫn ngồi thiền điều khí, chỉ để hồi phục đủ thần niệm, mở huyệt thần đình, đây là cách duy nhất mà tôi nghĩ được để cứu khương tuyết dương tôi đã từng chủ động mở ba lần thần đình lần đầu tiên là đem a lê từ bộ tộc đông di ra lần thứ hai tự hủy huyền quan ở núi không ninh lần thứ ba là ở thiên chỉ tế xuất bia thất sát mở thần đình là một việc rất nguy hiểm một chút bất cẩn sẽ dẫn đến ngoại tà xâm nhập huyền quan bị phá thân thể chết đi nhưng tôi không quan tâm quy một người với tư cách là sư thầy không liên quan gì đến sống chết khương tuyết dương là sư phụ tôi cũng là người bạn tâm giao dù thế nào đi nữa tôi không muốn nhìn thấy cô ấy trở về hư không. Khi mũi tên của A Lê xé toạc không gian mà lao đến, tôi nghe thấy Khương Tuyết Dương đọc sấm ngữ. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng huyền quan của cô ấy bị phá vỡ. Cô ấy rất giỏi nhẫn nhịn, lúc thức thần cùng huyền quan vỡ tan, cô ấy đã không thốt ra một tiếng rên gì nào. Lúc này, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi kiếm đâm vào. Khương Tuyết Dương là tướng bảy mưu tính kế của ma đạo tôi, cờ chiêu hồn vì cái chết của cô ấy là dung chuyển kịch liệt đối với bão gió cao trục trưởng Ngay lập tức, một giọng nói thở ơ và nặng nề vang lên. Tướng bầy mưu tính kế của ma đạo, kẻ nắm giữ tham lang trong sát phá lang, chết. Tam giới thở dài, âm thanh này không chỉ vang vọng trong huyền quan của tôi, mà còn lan khắp tam giới. Chỉ là, ngoại trừ thiên tôn của ma đạo tôi, còn ai khác sẽ cảm thấy đau lòng cho cô ấy. Có số người không rời đi, sẽ cho mọi người cảm giác rằng họ sẽ luôn ở đó. Và khi người đó chuẩn bị ra đi, mới nhận thấy rằng cả thế giới cũng sẽ sụp đổ theo vậy. Cờ chiêu hồn vang lên rộn ràng, trong huyền quan gió trăng cùng nhau lay động. Ai đó khẽ thì thầm trong gió, gọi tên cô ấy. Bóng trăng soi tỏ bóng người, cũng chính là ảnh phản chiếu của cô ấy. Nguyệt Ma Tiến không chỉ giết chết tham lang mà còn đồng thời khiến thất sát và phá quân trọng thương. May mắn thay, Thùy Họa vẫn còn đang tái sinh trong niết bàn, không hay biết gì, nếu không, cô ấy ắt sẽ rơi hết nước mắt của tử thần, thậm chí còn trực tiếp dập tắt ngọn nghiệp hỏa màu xanh ngọc trong mắt mình. Nguyệt Ma Tiến có sức hủy diệt cực lớn, gần như xóa sạch toàn bộ sự tồn tại của Khương Tuyết Dương. May thay, trong không trung vẫn còn lưu lại những mảnh vỡ thần niệm của Khương Tuyết Dương, điều tôi cần làm chính là thu thập những mảnh vụn thần niệm vào trong huyền quan. Chỉ cần có một vỡ mảnh thần niệm tồn tại, mệnh cách tham lang sẽ không thể trở về hư không. Chỉ cần mệnh cách tham lang còn tồn tại, Khương Tuyết Dương có thể trùng tụ thần hồn, tái sinh trong huyền quan của tôi lúc này thần thức của tôi đã tiến vào huyền quan điên cuồng phất lấy cờ chiêu hồn phất cờ gọi lớn triệu hồi khương tuyết dương hồn hề quy lai đông phương bất khả dĩ thác tá quy lai hề bất khả dĩ thác tá hồn hề quy lai nam phương bất khả dĩ thác tá quy lai hề bất khả dĩ thác tá đây là bài thơ chiêu hồn của khuất nguyên đại ý muốn gọi hồn quay trở về sau khi tôi đọc xong phương đông tôi đọc phương nam cuối cùng tôi đọc cả bốn phương tám hướng trên trời dưới đất Tôi muốn triệu hồi tất cả mảnh vụn thần niệm của Khương Tuyết Dương, tôi muốn giữ lại ký ức của cô ấy, tôi muốn cô ấy nhớ mọi thứ khi cô ấy được tái sinh lần như ai nhớ cô ấy là ai, nhớ rằng cô ấy yêu tôi. Tôi không hiểu suy nghĩ của cô ấy khi cô ấy chưa chết, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng trên đời không còn cô ấy nữa. Sau khi mảnh thần niệm cuối cùng được hấp thụ vào huyền quan của tôi, tôi đóng huyệt thần đình, ngồi khoanh chân trên mặt đất, tiến vào hôn mê sâu nhất. Tôi không biết bao lâu, khi tôi mở mắt ra lần nữa đối mặt với tôi là đôi mắt rực xanh ngọn hỏa nghiệp của Thùy Hỏa. Tôi không nói với Thùy Hỏa về tình hình hiện tại của Khương Tuyết Dương, bởi vì tôi không dám nhìn vào huyền quan. Cô ấy đi rồi à? Thấy tôi im lặng, Thùy Hỏa rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Không thể biết được, tôi đáp, trước khi Khương Tuyết Dương tái sinh, tôi sẽ không đến huyền quan để xác nhận sự tồn tại của cô ấy, bởi vì tôi không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng khi cô ấy còn tồn tại nữa. Còn có một nguyên nhân, bây giờ sống chết của khương tuyết dương đã không còn nằm trong phạm vi phát giác của thiên đạo hoàn toàn đã rời khỏi bàn cờ chừng nào tôi không nói sự thật thì thiên đạo không thể nhắm vào cô ấy ngăn cản cô ấy tái sinh thùy họa hiểu ý tôi gật gật đầu quay người đi về phía thần điện lão tổ nguyệt ma tam tiến đã được bắn ra đã đến lúc trận chiến với âm sơn đi đến hồi kết mỹ mãn rồi những người làm nhiều tội ác vô nhân đạo như lang xuyên quân lạc thủy tiên tử cùng hồ vĩ đạo tôn sớm đã trốn vào thần điện âm sơn lão tổ bên trong thần điện cung phụng tưởng của âm sơn lão tổ, nhận sự chiếu cố thần niệm của lão tổ. Đáng tiếc, đừng nói đến thần niệm của lão tổ, ngay cả là bổn tôn của ông ấy, cũng không thể bảo vệ bọn họ, không thể ngăn cản tổ đình âm sơn bị hủy diệt. Thùy Hỏa đi đến trước cửa thần điện, đưa tay đẩy nó ra, một mình bước vào. Mới vào trong chốc lát, cô ấy lại đi ra. Khi cô ấy quay lại bên tôi, thuận tay hướng về đại điện phía sau lưng vẫy một cái, toàn bộ tòa tổ đình âm sơn sụp đổ và biến thành đống cho tàn. Trên đỉnh trời ở núi Thái Âm, sau khi tượng thần bị phá hủy, cơ thể phân thần của âm sơn lão tổ Trần Dương đột nhiên lắc lư, lộ ra một biểu cảm âm hiểm vô vùng. Ngay cả khi ông ta có đạo tâm, ông ta cũng không thể ngăn chặn việc thần tượng bị hủy, cơ nghiệp ngàn năm bị hủy diệt trong một lần giận dữ. Người tức giận sao? Phong thập bát nhàn nhạt hỏi, thề sẽ không đội trời chung với ma đạo, âm sơn lão tổ nghiến răng nói, ha ha, tổ đình của ngươi trước cái chết của tham lang cũng không đáng nhắc tới nếu ngươi dám làm bất cứ điều gì, ta có thể đảm bảo rằng toàn bộ núi Thái Âm sẽ biến thành bình địa. Nói xong, phong thập bát hóa thành một cơn gió lốc và bay về phía khoảng không bên ngoài cửu thiên. mươi 463, ngày ngày chăm chỉ một. Sau khi phong thần rời đi, mà đạo hai vị thiên tôn cũng nắm tay nhau đi khỏi. Âm Sơn Lão Tổ, Trần Dương thất vọng nhìn tòa tổ đình Âm Sơn đổ nát dưới chân mình, lặng lẽ hóa thành một luồng thần niệm hồng lưu lần nữa biến mất trong núi Thái Âm sức mạnh uy lực mà Thùy Hỏa thể hiện ra qua việc phá hủy tổ đình của lão tổ đã tiệm cận đến thiên tôn rồi. Đây là điều bí ẩn nhất của tử thần, tử thần không chết, mỗi lần tái sinh từ cõi Niết Bàn sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho đến khi hoàn toàn làm chủ được toàn bộ sức mạnh của tử thần mới thôi. Niết Bàn trùng sinh là một chuyện vô cùng thống khổ, mà mỗi lần Niết Bàn đều phải gánh chịu sự đau khổ tựa như từ 18 tầng địa ngục lặn ngược lên vậy. Cô ấy không bao giờ đề cập đến điều này với tôi, cho đến tận sau này, khi tôi bắt đầu thất lạc nền văn minh thái cổ, tôi nhận ra rằng gánh nặng của tử thần không chỉ là buồn thương mà còn là nỗi đau. Trong lần tái sinh này, sắc mặt Thùy Họa lại trở nên càng lãnh đạm hơn. Cờ chiêu hồn đã đọc qua tên của Khương Tuyết Dương, cuốn sách sinh tử của âm ty đã không còn tên của cô ấy, theo một ý nghĩa nào đó thì cô ấy thực sự đã chết. Điều an ủi duy nhất cho chúng tôi đó là mệnh cách tham lang vẫn chưa trở về hư không. Tuy nhiên, cả Thùy Hỏa và tôi đều biết rằng cơ hội để Khương Tuyết Dương tái sinh là rất mong manh. Cô ấy và tôi không giống nhau, thức thần của tôi bị tan vỡ, nhưng huyền quan thì vẫn còn nguyên, sinh cơ của thân thể vẫn còn, mà Khương Tuyết Dương ngoại trừ một ít mảnh vỡ thần niệm thì không còn gì nữa. Điều quan trọng nhất là tôi không thể lấy lại tất cả những mảnh vỡ thần thức của cô ấy, một số trong đó đã bị phá hủy vĩnh viễn bởi Nguyệt Ma Tiến. Thay vì nói với cái chết của cô ấy chúng tôi vẫn còn ôm hy vọng, thì chi bằng nói chúng tôi sẽ để cô ấy sống mãi trong trái tim mình. Sư phụ của tôi, tình yêu của tôi, từ khi ma đạo tái xuất, chưa từng thất bại một lần. Cho dù đó là hai trận chiến với giã tiên, hay trận chiến khốc liệt ở núi không minh, thậm chí là một loạt trận chiến bi thảm nhất ở âm sơn, mà đạo đều thắng cả. Đáng tiếc, tất cả các chiến thắng đều thất bại trước cái chết của Khương Tuyết Dương. Khương Tuyết Dương chết, sát phá làng bị hủy, điều này đồng nghĩa với việc đưa ma đạo trở lại điểm xuất phát ban đầu. Bắc Minh Tú tướng quân đâu? Tôi hỏi Thùy Họa, đến đỉnh quỷ tiễn rồi. Thùy Họa nói, cô ấy vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy hai bóng đen từ đỉnh quỷ tiễn bay tới đây một người là Bắc Minh Tú, người còn lại là A Lê. Đạo tổ, Phùng Mông đã bị xử tử, là chết dưới tay của A Lê. Bắc Minh Tú nói, tôi nghiêm túc nhìn A Lê, nhìn cô gái của bộ lạc Đông Di mà tôi đã đưa ra từ bí cảnh thuyết phục. Cho dù trong lòng tôi đau xót vì cái chết của Khương Tuyết Dương, nhưng cũng không nỡ trách A Lê nửa câu, chỉ thấy đau lòng mà thôi. A Lê không bị ma tính của Nguyệt Chi ám diện dụ dỗ, sau khi ý thức của Nguyệt Ma lắng xuống, cô bé đã lấy lại được quyền kiểm soát ý chí của mình. Đây là một điều đáng kinh ngạc, A Lê chỉ dựa vào trái tim thuần khiết của mình và thần tính của Nguyệt Chi Quang Diện mà chiến thắng ma chướng. Giải thích Nguyệt Chi Quang Diện là mặt sáng của mặt trăng. Hết giải thích, A Lê bẽn lẽn nhìn tôi, nước mắt sàn ruộng, môi mấp máy nhưng không hỏi lấy một lời. Tôi đi tới, ôm cô bé vào lòng, đưa tay vuốt tóc cô bé, ôn nhu nói trở về rồi thì tốt. A Lê cuối cùng không nhịn nổi mà khóc thành tiếng, hòa lên nước nở. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô bé, cho cô bé một hơi khóc thoải mái. Thùy Họa không đành lòng nhìn chúng tôi, bay về hướng Dương Quan. Hai trong số ba mối nguy của Ma Đạo đã được giải quyết, mối nguy còn lại là kiếp nạn ở Dương Quan, Vương chân nhân của Âm Ti dẫn 10 vạn binh sĩ Âm Ti đánh úp đệ tử Ma Đạo của tôi. Kiêm Hà dẫn bốn tướng Phong Lâm Hỏa Sơn đi đối đầu với ông ta, có thể tưởng tượng được rằng đây lại là một trận chiến cực kỳ tàn khốc. Thùy Họa đi trước, theo sau là Bắc Minh Tú. Tôi do là đã phá thần đình nên thức thần vốn rất yếu ớt, thành ra không còn sức chiến đấu gì nữa. Và lại, hai người kia ra tay, thì tôi không phải lo lắng về điều gì nữa. Một mình Bắc Minh Tú có thể chặn đánh 10 vạn binh lính âm ti, thêm nữa, sau khi trùng sinh Niết Bàn, sức chiến đấu của Thủy Họa nay đã không kém ông ta là bao. Vương chân nhân định sẵn sẽ bị toàn quân phục diệt, trận này chỉ đi mà không về. Khi A Lê đã khóc đủ rồi, tôi nắm lấy tay cô bé, chậm rãi đi xuống núi. Tạ Lan ca ca, sư phụ người sư phụ của nhóc không sao, tôi ngắt lời A Lê, vậy khi nào ta có thể gặp lại người? A Lê lại hỏi, khi đảo Kim Ngao lần nữa xuất hiện ở nhân gian, sư phụ nhóc sẽ trở lại. Được, A Lê nhất định sẽ đợi đến lúc đó. Sự xuất hiện trở lại của đảo Kim Ngao trên nhân gian đại diện cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của ma đạo, mệnh bàn sát phá lang đã bị phá, ma đạo có thể còn trỗi dậy nữa không? Khi tôi và A Lê trở về dương quan, chiến tranh đã kết thúc. Chương 464, ngày ngày trăm chỉ 2 đối với ma đạo mà nói, lại là một lần thương vong nặng nề, 10 vạn vong hồn rời khỏi sơn hải quan, cuộc chiến với âm sơn bị quét sạch chỉ còn lại một vạn. Hồ tộc thanh khâu gần như bị xóa sổ, đệ tử âm nhân cũng chỉ còn lại một ngàn. Chiến tướng ma đạo, kiếm sư Nam Tống Chu Thế Hảo đã chết, bạch hà sầu thì bị thương nặng, đến tu vi của ông ấy cũng bị hủy trong phút chốc, còn có một vài chiến tướng chiến tử. Âm thân của hách liên phong hậu bị phá hủy, trọng thương, bạch vô nhai trọng thương, lưu phong vũ trọng thương, kiêm hà thần niệm bị vắt kiệt. Dưới dương quan, xác chết la liệt khắp mặt đất, vương chân nhân là quỷ đế tiền nhiệm, dù rằng đại đạo của ông ta đã bị tổn hại do sự giày vò của 18 tầng địa ngục, nhưng sức mạnh chiến đấu của ông ta chỉ cách thiên tôn một bước vách mỏng. Ngay từ đầu cuộc chiến, kiêm hà và bạch vô nhai đã bám chặt lấy ông ta, sau đó chu thế hào cũng tham gia vào, phải cả ba người họ mới có thể miễn cưỡng kiềm chế ông ta đại khai sát giới trong trận doanh của ma đạo. May mắn thay, chiến lược đỉnh cao của âm ti đều đến không nhiều, chỉ có một vài quỷ tướng, nếu không thì Kiêm Hà và những người khác sẽ không thể trụ được tới lúc thùy họa đến. Sau khi thùy họa và Bắc Minh Tú lần lượt xuất hiện, Vương Chân Nhân thấy rằng thời cơ không đúng nên muốn rút lui và quay trở lại âm ti, nhưng làm sao mà thùy họa? Người đầy phẫn nộ vì cái chết của Khương Tuyết Dương có thể để ông ta đi dễ dàng như vậy được? Tế xuất sự bi thương của linh hồn, bùng phát cơn thịnh nộ của tử thần, cuối cùng là phá hủy huyền quan của Vương Chân Nhân, giết chết linh hồn của Vương Chân Nhân. Sau cái chết của Vương Chân Nhân bắc minh tú đã quét sạch tất cả chiến lực còn lại của âm ty không một ai sống sót cho đến nay ba mối nguy của ma đạo đều đã được giải trừ và trận chiến với âm sơn đã hoàn toàn kết thúc cùng ngày sau khi tế bái xong những anh linh chiến tử siêu độ xong cho tàn hồn đại quân ma đạo thuận lợi khải hoàn mặc dù chiến thắng nhưng trong quân đội ma đạo không hề có nửa điểm vui vẻ mặc dù chúng tôi không nói về tin tức cái chết của khương tuyết dương nhưng tất cả các đệ tử ma đạo đều có thể cảm nhận được rằng khương tướng của họ không còn nữa sau khi trở về sơn hải quan trưởng khoa khoa linh dị hoàng hiểu huy đã thực hiện lời hứa của mình trao cho ngạo phong một phần long khí của vạn lý trường thành chỉ vòn vẹn một phần xem có đủ để ngạo phong khôi phục chiến lược hay không một phân cũng không dư ra thùy họa rất tức giận tôi đã ngăn cô ấy lại sau khi mất đi khương tuyết dương thậm chí đến phía tích quy khư tôi cũng không có hứng thú tôi càng không muốn dính dáng gì đến nhân tộc nữa trên thực tế tôi có thể hiểu được thái độ của nhân tộc mặc dù ma đạo chiến thắng âm sơn pháp mạch, nhưng cũng đã dùng cạn nền tảng. Hơn 10 vạn lão binh trở về từ chiến trường mà nói, có thể chấn giữ quan ngoại đã là tốt lắm rồi, lấy gì để so với nhân, tiên hai đạo nữa. Đáng tiếc, nhân tộc chỉ nhìn thấy ma đạo còn sót lại vài tên đệ tử, hoàn toàn không nhìn ra tu vi hiện tại của Thùy Hòa, càng không biết đến sự trở lại của Bắc Minh Tú, vị vong hồn chi tướng trong truyền thuyết của ma đạo. Trên thực tế, sau trận chiến âm sơn, sức chiến đấu của ma đạo không những không giảm mà còn tăng lên vài lần, thậm chí hàng chục lần. Đáng tiếc có gia tăng đến cách mấy cũng không thể nào bù vào khoảng tổn thất mà Khương Tuyết Dương mất đi mang lại cho ma đạo. Sau khi hội họp với Lưu Phong Sương, ma đạo quay trở lại đại miếu chiếm giữ lúc chiến đấu với giã tiên và bắt đầu quá trình hồi phục lâu dài. Đại chiến sinh tử đã gia tăng tu vi rất nhiều, ma đạo hiện tại cần cung cấp cho đệ tử ma đạo một đoạn thời gian yên tĩnh để củng cố tu hành. Ban đầu, Kế hoạch của chúng tôi là sau khi trận chiến với Âm Sơn kết thúc, chúng tôi sẽ đến Đông Hải Quy Khư để tranh giành cơ duyên thuộc về Ma đạo. Bây giờ thì tôi không còn tâm ý vậy nữa, tim tôi không thể ngừng thương tiếc trong giây lát cho cái chết của Khương Tuyết Dương, bên trong Phế Tích Quy Khư lại còn vô số nguy hiểm, còn phải cùng với nhân tiên hai đạo hao phí tâm cơ mà chu toàn. Từ khi trở thành Ma đạo tổ sư, tôi chưa bao giờ tâm ý nguội lạnh như bây giờ. Ngay cả khi đối mặt với thủy họa, hai người cũng chỉ im lặng không nói cái chết của Khương Tuyết Dương đã trở thành nút thắt chung trong lòng chúng tôi. Ma đạo chán nản không thu hút thêm nhiều đệ tử ma đạo mới gia nhập, ngoại trừ những vong hồn đã chết từ khắp nơi trong thiên hạ. Bắc Minh Tú là một thống soái xuất sắc, sau khi quay trở lại ma đạo, nhiệm vụ huấn luyện tam quân quan trọng đã tự mà gánh vác lấy. Ông ấy đắc đạo vong hồn, sở hữu tâm đắc tu luyện vong hồn hoàn chỉnh nhất, thậm chí còn có cơ duyên đại đạo từ tử nhân kinh. Ông ấy đã chia sẻ quên mình những điều này với những đệ tử vong hồn ma đạo. Khi Khương Tuyết Dương không có mặt, tất cả việc tu luyện pháp trận đã được giao cho Bạch Hà Sầu và những đệ tử trực tiếp của Khương Tuyết Dương mang ra từ toàn chân giáo. Về phần tu hành của những đệ tử khác, cũng có chư vị tướng quân ma đạo chỉ bảo. Chớp mắt đã qua một năm, một năm qua ngoại trừ dùng long hồn hạo kỳ để thu nhận đệ tử vong hồn mới gia nhập, thời gian còn lại thùy họa đều bế quan. Bây giờ sức chiến đấu của cô ấy chỉ cách thiên tôn một màn mỏng, đao pháp chuyên dùng hồn chi bi thương của tử thần, đã hấp thụ và dung hợp triệt để vào đao pháp phá quân thiên đạo giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Lưới kiếm sắc bén giết chết sự sống, sức mạnh làm thương tổn linh hồn, đao của Thùy Họa hiện giờ có thể đấu với thanh quỷ kiếm của Bắc Minh Tú. Ngoài Thùy Họa, sự tiến bộ của Kiêm Hà cũng rất đáng kinh ngạc, với sự trợ giúp của viễn ảnh kính tượng để thi triển ma kiếm, sự rộng lớn của biển kiếm không kém gì tôi. Còn A Lê, sau khi trải qua biến cố nguyệt ma, mũi tên của A Lê trở nên mạnh mẽ hơn. Trước đây, A Lê chỉ thiên hướng về tốc độ, nhưng cô bé bây giờ, sức mạnh hủy diệt của bản thân mũi tên đã xếp ở cực hạn nửa bước thiên tôn. Không chỉ nâng cao về sức mạnh chiến đấu, A Lê còn có được thượng cổ cổ cung, một thần khí mà Phùng Mông đã dành cả đời để rèn rũa. Về phần tôi, sau khi ngự long quyết triệu hồi chiến long, kháng long, phi long, tiềm long, thì triệu hồi luôn hai con rồng cuối cùng trong dịch kinh chính là dịch long và dược long. Khoảnh khắc sáu con rồng ra khỏi biển kiếm, thiên tôn cũng không thể che giấu tài năng của tôi sát thần lâm thanh thủy đã trở lại trạng thái đỉnh cao trước khi nhập niết bàn ngân hồ bạch vô nhai đã vượt qua sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của cô ấy trong giai đoạn trước đó còn có hách liên ngạo phong nữa đệ tử ma đạo thực lực bùng nổ nhờ có cơ hội âm dương hỗn loạn do quy khư gây ra ma đạo tôi liên tiếp xuất hiện hơn chục vị nửa bước thiên tôn cả ngày này tôi đứng trong tháp bắn cung của sơn hải quan và nhìn về phía xa từ hướng đông hải một thần niệm vĩ đại truyền đến trên không trung có một thân ảnh huyền chuyển tao nhã dẫm lên hai thanh kiếm, nhanh chóng hướng về phương này lao đến. chương 465, tranh đấu cùng tạ Lưu Vân một Nhân đạo và tiên đạo vẫn đang tranh giành với nhau ở quy khư, nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy tạ Lưu Vân đến đây. Hơn một năm không gặp, thần niệm của tạ Lưu Vân ngày càng dồi dào không hổ là niết bàn chi thân của Lý Thuần Phong. Nghe nói tạ Lưu Vân được kiếm tiên Lữ Thuần Dương chỉ điểm, thần kiếm khuy nhập môn đình. Lúc trước, cứ mỗi lần nhìn thấy hắn tôi đều hơi e dè nhưng bây giờ ma kiếm của tôi cũng đã có đôi chút lĩnh ngộ, trong lòng bèn muốn đấu với hắn một phen. Không chờ tạ Lưu Vân đáp xuống, tôi liền tế lên thanh kiếm vấn thiên, một kiếm xuyên qua không trung. Thần kiếm mịt mù, ma kiếm cuồn cuộn, quỷ kiếm xa thẳm. Ma kiếm vừa tung ra, kiếm khí mạnh mẽ khó mà thu lại. Với cảnh giới của tôi hiện giờ, không cần phải cố gắng thu thập chiến ý, chỉ cần tùy ý phóng thích một vài hình kiếm khí liền có thể hóa thành cự long một cách dễ dàng. Đương nhiên hình kiếm khí càng nhiều, Uy lực của kiếm khí cự long lại càng mạnh. Tạ Lưu Vân đang ở trên không, nên tất nhiên tôi sẽ triệu hồi Phi Long. Phi Long trên trời, lợi hiện đại nhân, tức là được lợi vì gặp được đại nhân, người có uy thế. Mục tiêu của đại nhân chính là Tạ Lưu Vân, con rồng này hôm nay cũng được coi là danh xứng với thực. Phi Long xuất hiện một cách oai vệ, gầm lên một tiếng thật lớn rồi bay về phía Tạ Lưu Vân. Rồng cưỡi mây, hổ giết gió. Phía sau Phi Long là đám mây ngũ sắc do những hình kiếm khí hóa thành. Quả nhiên là cao thủ vừa xuất chiêu liền biết ngay thực lực của đối phương, kiếm này của tôi tung ra, có phi long và mây ngũ sắc trợ giúp, vừa tự nhiên phóng khoáng lại ẩn chứa sức hủy diệt mạnh mẽ, hào khí ngất trời. Khi phi long đến gần, tạ Lưu Vân đang ở trên không trung đạp lên cửu cung bát quái, tế lên thanh kiếm tam ngũ chảm tà thư hùng. Hùng kiếm mạnh mẽ khi thế chặn lại đòn tấn công của phi long, thư kiếm nhanh nhẹn và linh hoạt trực tiếp đâm vào vảy ngược của rồng. Uy lực của kiếm khí đụng độ nhau, khiến những đám mây trôi lơ lửng trên trời cũng phải tan tành. Cảnh giới của tạ Lưu Vân cao hơn tôi, phi long của tôi tuy có thể đỡ được sát chiêu của hùng kiếm nhưng không thể né được sự nhanh nhẹn thần tốc của thư kiếm. Sau khi bị thư kiếm đâm vào vảy ngược, cơ thể của rồng tan biến, hình kiếm khí cũng biến mất. Ngay lúc này, tôi lại tung ra hai con rồng, long chiến vu giã, kỳ huyết huyền hoàng, tiềm long vật dụng, phi giả kỳ chính. Nghĩa là khi rồng chiến đấu ở ngoài, máu rơi xuống sẽ có màu đen vàng, chiến long và hùng kiếm của tạ lưu vân tranh đấu với nhau còn tiềm long chờ đợi thời cơ để ra tay với thư kiếm tạ lưu vân sắc mặt không đổi bước sang một bên thu hùng kiếm về trong tay sau đó dùng lục nhậm âm dương kiếm để ngăn chiến long biến hóa bình tĩnh giết chết rồng còn thanh thư kiếm lại giống với tiềm long của tôi lần trần không chịu ra đòn khi chiến long của tôi bị phá tiềm long đã thu thập tất cả kiếm khí tỏa ra từ đó và trực tiếp lao thẳng về phía tạ lưu vân cùng lúc đó vấn thiên kiếm trong tay tôi lại xuất chiêu tạo ra con cự long thứ ba, thuần dương toàn thịnh, kháng long vô hối. Sau khi tiềm long hấp thu hết kiếm khí của chiến long, cộng thêm sát cơ mạnh mẽ từ kháng long vô hối, tạ Lưu Vân không dám sơ suất, bèn bay về phía cửu thiên, chớp mắt đã biến mất trong tầng mây. Tiềm long và kháng long do kiếm khí của tôi hóa thành, chúng tuân theo ý nghĩ của tôi, đuổi sát theo sau và biến mất cùng với tạ Lưu Vân. Tạ Lưu Vân cũng thật xảo trá, hắn chạy trốn nhưng lại khiến hai con cự long ra khỏi phạm vi thần niệm của tôi lần này không cần hắn ra tay, kiếm khí cự long cũng sẽ tự tan biến vì mất liên kết với thần niệm của tôi. Tôi liên tiếp tạo ra bốn con rồng, thần niệm nhấp nhô lên xuống. Lúc này, đòn phản công của tạ Lưu Vân từ trên trời giáng xuống. Thanh hùng kiếm mạnh mẽ và nặng nề như một ngọn núi, trực tiếp đâm về phía tiến lâu của Sơn Hải Quan, nếu tôi không ngăn lại, tiến lâu sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Sau hùng kiếm còn có đòn tấn công nhanh như chớp của thư kiếm. Lúc này đang giữa trưa hè, ánh nắng chói trang, thanh thư kiếm ở giữa trời tạo ra vô số hình ảnh phản chiếu từ chính nó, sát cơ ngấm ngầm, thật giả khó phân. Quả không hổ là kẻ hành tẩu đệ nhất thiên hạ của đạo môn năm đó, hai thanh hùng thư có nhu có cương không chỉ thử thách về sức mạnh và còn cả sự nhanh trí. Lúc đó tôi đành nghiến răng bay lên đỡ lấy sát cơ của hùng kiếm. Tôi vùng vấn thiên kiếm một cách điên cuồng trong không trung, hình kiếm khí hóa ra một con dược long có cơ thể lớn nhất từ trước đến giờ. Dược long thân ở vực sâu, ý tại cửu thiên. Dược long hiện thân, gầm lên một tiếng vang trời, miệng nó há to như muốn nuốt cả thanh hùng kiếm của tạ Lưu Vân vào trong bụng. Một mình dược long đã đủ khả năng để chặn được hùng kiếm của tạ Lưu Vân, nhưng tôi vẫn muốn tạo ra một con rồng để nữa để bảo vệ mình trước sát cơ của thư kiếm. Con cự long kiếm khí này chính là thích long, thích long vô cứu, trung nhật kiền kiền. Nếu Dược Long là con cự long có khí thế oai hùng nhất trong ma kiếm ngự long quyết của tôi, thì Thích Long lại là một thủ vệ cẩn trọng nhất. Trong kinh dịch có ghi, quân tử Trung Nhật Kiền Kiền, nghĩa là mỗi ngày đều phải cẩn thận suy xét, tránh mắc phải sai lầm. chương 466, tranh đấu cùng tạ Lưu Vân 2. Thích Long hiện thân, bay lượn xung quanh để bảo vệ tôi, yên lặng chờ đợi thư kiếm của tạ Lưu Vân xuất hiện. Song Long cùng đối đầu với song kiếm, dược Long nuốt xuống hùng kiếm, nhưng sau đó nó đã bị sát cơ vô tận của hùng kiếm chém thành trăm mảnh. Thích Long sau khi khóa lấy chân thân của thư kiếm thì há miệng nuốt luôn nó vào bụng. Dù bản thân còn phải chống đỡ đòn tấn công từ kiếm khí của hùng kiếm, tôi vẫn cố hết sức để triệu hồi thích long trở về trước khi nó bị chém tan tành. Kiếm khí thanh hùng kiếm của tạ Lưu Vân mạnh mẽ vô cùng, sau khi phá tan cơ thể của dược long mà sát cơ vẫn không hề giảm sút, tôi nghiến răng đỡ lấy đòn tấn công của nó, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tuy tình cảnh có vẻ thê thảm, nhưng tôi mới là người chiếm thế thượng phong, bởi vì hiện giờ thư kiếm của tạ Lưu Vân đang ở trong tay tôi. Nếu đang chiến đấu trên sa trường, tôi chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng hiện giờ đang ở trong địa bàn của ma đạo, từ lúc tôi và Tạ Lưu Vân bắt đầu giao chiến, Thủy Hỏa đã phi thân bay về phía Tiễn Lâu. Có cô ấy áp trận, Tạ Lưu Vân nào dám nặng tay. Sau khi lấy được thư kiếm của Tạ Lưu Vân, tôi cũng không muốn đấu đá với hắn nữa, bèn bay về phía Tiễn Lâu, để hắn một mình với đống lộn xộn trên không trung. Tạ Lan, sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy? Tạ Lưu Vân đuổi theo nói. Tạ Lưu Vân, cái nét này không phải là ta học được từ ngươi sao? Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Tôi nói, người đưa thư kiếm cho ta trước được không ồ người không nhắc làm ta suýt nữa cũng quên mất phúc sinh vô lượng thiên tôn cảm ơn quà gặp mặt của tạ lưu vân đạo hiếu vậy ta có thể dùng pháp khí và tiên đan linh dược để chuộc lại đồ không tạ lưu vân cười khổ hỏi được thôi để xem ngươi có dám cược lớn không ma đạo hiện giờ gần như chẳng còn lại gì một năm vừa qua cũng không có thời gian để luyện đan dược và chế tạo pháp khí tạ lưu vân rảnh rỗi không ở tam bảo điện mà chạy đến đây gặp tôi hẳn là đã chuẩn bị tinh thần để bị chặt chém rồi sau khi lừa được tạ lưu vân một vố tôi đem trả thư kiếm cho hắn sau đó bắt đầu vào chuyện chính lúc đầu tôi cứ tưởng hắn muốn nhờ ma đạo giúp đỡ đối phó với tiên đạo nghe rồi mới biết hóa ra là muốn mời ma đạo cùng nhau đi quy khư để giành lấy cơ duyên nghe thấy yêu cầu này tôi quả quyết từ chối ma đạo căn bản không thể đối đầu với lực lượng khổng lồ của hai đạo nhân tiên nếu ma đạo đến đó ắt sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn Cuộc chiến ở âm sơn đã khiến ma đạo tổn thất nghiêm trọng, tôi không nỡ lòng khiến đệ tử ma đạo phải đặt mình vào thế hiểm một lần nữa. Tạ Lan, cơ hội cho ma đạo ở trong quy khư là rất lớn, ngươi thật sự nỡ từ bỏ sao. Tạ Lưu Vân thuyết phục, trận chiến ở âm sơn đã khiến ma đạo tổn thất nặng nề, chỉ sợ rằng lực bất tòng tâm. Tôi nói, ta biết người vẫn buồn lòng vì cái chết của Khương Tuyết Dương, nhưng người phải nhớ rằng mình là ma đạo tổ sư. Bản thân người có thể trầm luân, nhưng ngươi định bắt cả Ma đạo trầm luân cùng ngươi đến khi kết thúc thời đại Mạt pháp hay sao? Nếu thực sự là như vậy, Ma đạo đến một tia hy vọng cũng chẳng còn nữa. Đạo lý mà hắn nói đâu phải tôi không biết, thời đại Mạt pháp sắp sửa đi đến hồi kết, nếu như Ma đạo không nắm bắt được cơ duyên, thì cho dù tôi và Thùy Họa trở thành thiên tôn, Ma đạo cũng không có cơ hội để quay trở lại. Hơn nữa trước khi ra đi, Khương Tuyết Dương đã căn dặn Bắc Minh Tú, rằng tôi tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ duyên ở Quy Khư. Nhưng với lực lượng ít ỏi hiện giờ của Ma đạo, cho dù có hạ quyết tâm đến quy khư tranh giành cơ duyên, chúng tôi biết lấy cái gì để đấu lại hai đạo nhân tiên. Tạ Lưu Vân còn có thể nhượng bộ một chút, vậy còn tiên đạo thì sao? Tôi không nghĩ rằng Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ vì nhân duyên trên đá Tam Sinh mà nhường tôi một nước, nếu thực sự làm vậy, coi như cô ấy không xứng với cái danh chiến thần chi đạo. Ngoài ra, việc Tạ Lưu Vân không kiêng nể mà đến đây tìm tôi, chứng tỏ rằng trong quy khư đã xuất hiện cửa ải khó mà vượt qua. Từ cổ ma ở núi không minh, đến chiến loạn giã tiên ở quan ngoại và cuối cùng là âm sơn, ma đạo liên tục phải đối đầu với vô số đại nạn, chưa từng gặp may một lần nào. Không cần nghĩ cũng biết rằng thứ đang chờ đợi ma đạo ở quy khư là một thử thách sinh tử khác. Vì vậy, nếu không thể xác định được lợi ích cụ thể, tôi sẽ không đưa đệ tử ma đạo vào nguy hiểm một lần nữa. Lưu Vân Huynh, mời về cho. Tôi nói, thấy tôi cự tuyệt, tạ Lưu Vân thở dài một hơi sau đó ngự kiếm rời đi thùy họa vẫn luôn đứng bên cạnh nghe chúng tôi trò chuyện sau khi tạ lưu vân rời đi thùy họa đến và nói với tôi trong quy khư có đảo kim ngao của ma đạo anh biết vậy vì sao anh còn không đi thùy họa nghi ngờ hỏi anh phải chờ mộ dung nguyên duệ đến gặp anh tôi đáp vì sao phải đợi đến lúc cô ta đến ngọn lửa trong mắt thùy họa bắt đầu bừng lên dữ dội ôi thì anh phải để cô ấy thể rằng đảo kim ngao là của ma đạo nếu không chúng ta sao có thể đấu lại với tiên đạo chứ khoảng thời gian tiếp theo mà đạo vừa ra sức chuẩn bị cho cuộc chiến, vừa chờ đợi sự xuất hiện của mộ dung nguyên duệ. Nhìn thái độ của tạ Lưu Vân, tôi dám chắc mộ dung nguyên duệ sẽ đến đây. chương 467, tiến về quy khư 1. Tạ Lưu Vân đến đây nhưng hoàn toàn không nhắc đến Khương Tuyết Dương. Mấy ngày sau, nhân đạo thực hiện lời hứa của mình, gửi cho ma đạo một lượng lớn vật tư, giống như lần trước ở Hàn Hoang, người đem hàng đến đều là người của toàn chân giáo điều khiến tôi bất ngờ là lần này trưởng giáo của toàn chân giáo vương trọng cũng đích thân đến đây người tiếp ông ấy là bạch hà sầu lúc sau có người báo với tôi là vương trọng muốn gặp tôi sau khi gặp mặt vương trọng không nói gì nhiều chỉ đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ lớn nhìn có vẻ không có gì đặc biệt đây là tôi hỏi mở ra nhìn xem vương trọng điềm tĩnh nói chiếc hộp được làm từ gỗ thông mặc dù có vẻ đã cố kỹ nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy hương gỗ thông nhàn nhạt, nhạt. Bên trong hộp là một số đồ chơi của trẻ em như trong trống tre, hạt giấy, quạt giấy. Ngoài ra còn có một đồ dùng dành cho trẻ em lúc vỡ lòng như sách vở, tập vở, phù trì. Vừa nhìn thấy những thứ này, trong lòng tôi liền nổi lên nghi hoặc khi giờ tập vở ra và nhìn thấy bút tích ở trên đó, tôi mới hiểu ra Vương Trọng đưa cho tôi cái gì. Trên trang giấy là hai chữ xiên xiên vẹo vẹo, tuyết dương. Tuyết dương thực sự đã chết rồi ư. Vượng Trọng hỏi, tôi lặng người, cô ấy còn sống hay đã chết? đến bản thân tôi cũng không rõ bởi vì từ khi mảnh vỡ thần niệm của cô ấy tiến vào trong huyền quan tôi cũng chưa từng vào đó để thăm dò nếu không phản bội toàn chân cô ấy cũng sẽ không chết vương trọng nói xong liền dẫn người rời đi vận mệnh không phải thứ con người có thể kiểm soát khương tuyết dương gánh trên mình mệnh cách của tham lang sự phản bội của cô ấy là điều có thể dự đoán được tôi tưởng rằng cô ấy đã chặt đứt nhân quả với toàn chân nhưng không ngờ toàn chân lại có tình cảm sâu nặng với cô ấy đến vậy khương tuyết dương chỉ là biết kìm nén chứ không phải một người vô tâm toàn chân đối đãi với cô ấy không tệ chắc hẳn mấy năm nay cô ấy cũng vô cùng hoài niệm những ngày tháng ở núi trung nam chẳng qua cô ấy không nói ra chỉ âm thầm dồn hết tâm sức cho ma đạo ngay cả những lời cuối cùng lúc lâm chung cô ấy cũng nghĩ về cơ duyên trong quy khư nhìn chiếc hộp bằng gỗ thông này tôi mới nhận ra khương tuyết dương đã hy sinh cho ma đạo nhiều đến chừng nào đến mức cô ấy đoạn tuyệt với cả sư môn người thân bạn bè và cả công ơn dưỡng dục cô ấy đã cống hiến hết mình mà không giữ lại cho bản thân một chút nào điều mà cô ấy vẫn luôn mong mỏi chính là đưa đảo kim ngao ra ánh mặt trời nhìn lại mình tôi đã làm được gì cho ma đạo chứ đắm chìm trong đau buồn suy sụp tinh thần suốt một năm trời không những chẳng thể mở rộng biên cương chiêu mộ đệ tử cho ma đạo đến việc rõ ràng biết rằng trong quy khư có cơ duyên lớn dành cho ma đạo vậy mà tôi cũng không muốn đi hay nói đúng hơn là không dám đi thiên hạ năm xưa của ma đạo giành được là nhờ chiến tranh đâu cần phải để ý sắc mặt kẻ khác nhưng ngay khi tôi hạ quyết tâm trực tiếp điểm tướng đi về phía quy khư không chờ mộ dung nguyên duệ nữa thì cô ấy lại đến giống với tạ lưu vân mộ dung nguyên duệ cũng đến đây một mình hơn một năm không gặp dáng vẻ bây giờ của cô ấy tràn đầy khí khái thần niệm còn nhiều hơn của tạ lưu vân tôi còn nhớ lúc ở bồng lai tiên đảo cô ấy đã từng nói rằng ngày mình cởi mặt nạ xuống cũng là ngày cô ấy sẽ tự tay giết chết tôi với cảnh giới hiện tại của cô ấy, e là ngày đó sẽ không còn xa nữa. Chiến thần chi đạo là đại đạo mạnh mẽ nhất, nếu cô ấy trở thành thiên tôn sớm hơn dự kiến, vậy thì tôi chắc chắn đấu không lại cô ấy. Sơn Hải Quan, Uy Viễn Đường, Thùy Hỏa và Mộ Dung Nguyên Duệ gặp riêng nhau, từ đầu đến cuối tôi đều bị đá ra ngoài cuộc. Lúc hai người họ gặp nhau ở núi Không minh, cả hai vẫn chưa có thần vị, bây giờ Thùy Hỏa đã là tử thần, còn Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành chiến thần không chỉ có ma đạo phá quân hộ pháp thiên tôn và cửu thiên huyền nữ là kẻ thù cũ của nhau, mà đến cả chiến thần và tử thần cũng có dây mơ dễ má với nhau. Không ai biết trong cuộc gặp gỡ lần này giữa chiến thần và tử thần đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sau khi mộ dung nguyên duệ rời đi, uy viễn đường ở sơn hải quan đã sụp đổ, sau đó thủy hỏa cười lớn đi ra khỏi đống đổ nát. Chúng tôi không có ý định điều động cả đại quân cho trận chiến ở quy khư. Với bối cảnh của hai đạo nhân tiên, cộng thêm việc long tộc không thể nắm chắc được sát cơ ở trong quy khư với từng này nhân lực ma đạo có thể làm được gì cơ chứ thùy họa đến long hồn hạo kỳ cũng không mang theo mà lại giao nó cho bác minh tú thiên hạ bất định không biết có bao nhiêu kẻ địch cũ của ma đạo đang ngấm ngầm chờ đợi thời cơ nếu chúng tôi phô trương thanh thế một khi quy khư xảy ra chuyện đệ tử ma đạo ở quan ngoại sẽ khó tránh khỏi họa diệt phong có bác minh tú trấn thủ ở sơn hải quan sẽ không có kẻ nào dám to gan làm càn trong thời đại mặt pháp có rất nhiều người xung phong đi đến quy khư, nhưng cuối cùng chỉ chọn ra 7 người, gồm tôi, Thùy Họa, A Lê, Ngạo Phong, Bạch Vô Nhai, Kiêm Hà và Lâm Thanh Thủy. Trong số đó, tôi, Thùy Họa, A Lê và Kiêm Hà là bốn người có sức chiến đấu cao cường nhất trong thời đại mặt Pháp. Mà kiếm ngự long quyết của tôi, hồn chi bi thương của Thùy Họa và nguyệt thần chi tiến của A Lê, sau khi trở về từ mũi quỷ tiễn, A Lê đã đặt tên cho mũi tên của cô bé là Nguyệt Thần Chi Tiến. Còn có ảo ảnh phản chiếu của Kiêm Hà, sức mạnh của nó có thể nói là ngang ngửa với thiên tôn. chương 468, tiến về quy khư 2. Sức chiến đấu của Bạch Vô Nhai và Lâm Thanh Thủy tuy không phải hàng đầu, nhưng họ đều là những người có sát tính cực kỳ ghê gớm. Tuy chưa phải là thiên tôn nhưng đến quỷ gặp bọn họ cũng phải sợ khiếp vía. Về phần ngạo phong, huyết mạch tổ long của ngạo phong là thứ ghê gớm nhất trong tam giới, cái cậu ấy cần chỉ là cơ duyên để giác ngộ mà thôi. Đưa cậu ấy theo, một phần là vì muốn cho cậu ấy cơ hội để nâng cao tu vi, phần khác là để trấn áp long tộc ở Đông Hải. Và lại không đưa cậu ấy đi cũng không được, kể từ sau khi kết thúc cuộc chiến ở Âm Sơn, Ngạo Phong luôn theo sau A Lê, không rời nửa bước, cho dù bị A Lê chế nhạo, cậu ta cũng không một lời oán thán. Trên biển Đông Hải, gió thổi sóng vỗ đưa theo cả biển khí phách hào hùng. Im ắng suốt một năm, tùy tu vi không giảm đi, nhưng tâm tình lại bị đè nén đến cùng cực, giờ phút này hít thở làn gió biển mát lạnh thổi qua, tâm tình của tôi đã tốt lên rất nhiều. Tôi có dự cảm rằng chuyến đi tới Quy Khư lần này sẽ là cuộc chiến khổ luyện cuối cùng trong thời đại mạt Pháp. Ngày cuộc chiến ở Quy Khư kết thúc, thời đại mạt Pháp cũng sẽ chấm dứt. Đây cũng là lý do vì sao tôi đưa cả hai vị đại sát thần vào Quy Khư, bởi vì ở trong Quy Khư có cơ duyên để họ trở thành thiên tôn. Về phần những vị tướng khác của ma đạo, họ cách cảnh giới của thiên tôn còn rất xa, không thể nào so với Lâm Thanh Thủy và Bạch Vô Nhai được lâm thanh thủy và bạch vô nhai đều là những chiến binh cũ của ma đạo họ vẫn còn nhớ vị trí của đảo kim ngao trước đây rời khỏi nhân gian hướng về phía đông đi tới nơi xa thẳm vô tận của biển lâm thanh thủy chỉ về một vùng biển khổng lồ mà nước ở đó đang không ngừng chảy ngược ông ấy nói với tôi ở đó trước đây là vị trí của đảo kim ngao phóng tầm mắt ra xa tôi chỉ nhìn thấy bầu trời bao la và một vùng biển vô tận vào thời kỳ hưng thịnh đảo kim ngao tràn đầy sức sống nườm nượp người đến người đi diện tích của nó còn lớn hơn đến mấy chục lần so với năm hòn tiên sơn đảo gộp lại, thậm chí là ngang ngửa với thế giới huyền quan của thập vạn đại sơn. Thật đáng tiếc khi tất cả đều đã bị chôn vùi trong cuộc chiến phong thần, đến một chút di tích cũng tìm không thấy. Đứng bên bờ biển mà lòng tôi chịu xuống, ngạo phong không cam tâm phải tay không ra về, bèn hóa thành tổ long lặn xuống dưới biển, lúc trở về còn mang theo một tấm bia đá không còn nguyên vẹn. Phan tự trên bia đã bị nước biển ăn mòn gần hết, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên bia là câu chuyện anh hùng về một vị tướng nào đó của ma đạo. Đây là bia anh hùng, bút tích trên đó là của Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn. Lâm Thanh Thủy nhìn qua rồi nói, cho dù cuộc chiến phong thần nổ ra khắp mọi mặt trận, nhưng Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn vẫn không rời khỏi đảo Kim Ngao, ngài ấy ở lại trên đảo để chế tạo pháp khí pháp bảo cho đệ tử ma đạo, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát bia anh hùng của những chiến sĩ ma đạo đã tử trận. Nghe nói tham lang hộ pháp thiên tôn đã tự tay chạm khắc tổng cộng 681 bia anh hùng. Tất cả đều là những vị tướng có cảnh giới cao nhất của nửa bước thiên tôn. Từ đó có thể thấy được sự tàn khốc của cuộc chiến phong thần và bối cảnh hùng mạnh của ma đạo năm đó. Có thể đoán được bia này là của vị nào không? Tôi hỏi, nghe tôi hỏi, Lâm Thanh Thủy bắt đầu quan sát kỹ càng, đáng tiếc bút tích đã bị ăn mòn nghiêm trọng, và lại từ sau khi nổ ra cuộc chiến phong thần, ông ấy luôn ở ngoài chỉ huy quân đội, nên cuối cùng vẫn không thể nhận ra. Ngay khi tôi định gọi Ngạo Phong đặt chiếc bia này về chỗ cũ thì Bạch Vô Nhai lên tiếng ngăn lại. Cô ấy cẩn thận nhìn nó một hồi, sau đó nói với Lâm Thanh Thủy tấm bia này là của ngài đấy. Của tôi ư, sao cô nhìn ra được? Lâm Thanh Thủy hỏi, bởi vì tôi đã từng thấy nó. Bạch Vô Nhai kể, Ngân Hồ mang trong mình bản năng sát quá, sau khi gia nhập vào ma đạo, vì để thức tỉnh bản năng này, gần như toàn bộ tộc Ngân Hồ đều mô phỏng theo sát thần Lâm Thanh Thủy. Sau khi Lâm Thanh Thủy tử trận, tất cả người của tộc Ngân Hồ vẫn ở trên đảo Kim Ngao lúc đó đều đã từng đến tưởng niệm trước bia anh hùng của ông ấy. Tôi đã từng tế bái ngài ba lần, mỗi lần đều khóc đến mức đỏ hoe cả mắt, vậy nên tôi nhớ rất rõ. Bạch Vô Nhai bình tĩnh nói, tại sao cô lại khóc? Lâm Thanh Thủy nhìn chằm chằm Bạch Vô Nhai hỏi, thì tại gió ở đảo Kim Ngao mạnh quá nên cắt bay vào mắt thôi. Thực ra, danh tiếng của sát thần Lâm Thanh Thủy đối với nữ đệ tử ma đạo năm xưa không hề thua kém hách liên thiên hậu, Khách Liên nổi tiếng với vẻ nho nhã tiêu sái, còn Sát Thần được biết đến với vẻ lạnh lùng thần bí. Lâm Thanh Thủy là người đã cùng Ma đạo tổ sư chinh chiến khắp nơi, hợp đạo trước cả năm vị đại thiên tôn của Ma đạo, nhưng vì kiếp trước không có cơ duyên trở thành thiên tôn, nên về sau mới bị họ vượt lên trước. Sau đó Ngạo Phong đặt tấm bia anh hùng về chỗ cũ, chúng tôi tiếp tục lên đường đến quy khư. Lại đi thêm nửa ngày, thời tiết trên biển ngày càng biến hóa thất thường. Biển và trời như núi liền, mây ngũ sắc lúc ẩn lúc hiện. Trong sâu thẳm mây mù, có một luồng hơi nước mạnh mẽ vô tận sông thẳng lên trời. Nước biển ở xung quanh luồng hơi nước đó không ngừng cuộn xoáy dữ dội, sau đó hội tụ về phía mắt biển khổng lồ. Mắt biển to lớn như nuốt lấy vạn vật xung quanh, dường như vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy nó. Kim thần ở Côn Lôn, Thủy thần ở Quy Khư, và đây chính là Quy Khư, chương 469, Đồ Sơn Công Tử một Quy Khư chưa từng đến nhân gian, thật ra trong liệt tử thang vấn đã có nhắc tới, thang vấn đề cập việc quy khư tọa lạc ở phía đông nước bột hải, xuất hiện lúc ẩn lúc hiện trong đám sương mù dày đặc nằm ngoài đường chân trời cách phía đông nước bột hải trăm vạn dặm. Giải thích liệt tử là triết gia, tư tưởng và đạo gia nổi tiếng thời đại tiên tần. Liệt tử thang vấn là sách của liệt tử khấu nói về nguyên tắc vạn vật đồng nhất từ đầu đến cuối. Nước bột hải là vương quốc đa sắc tộc cổ của Triều Tiên. Hết giải thích, tại vùng biển sâu thẳm ở cực đông xa xăm, có năm tòa núi thần, đại dư, viên kiều, Phương Hồ, Dương Châu, Bồng Lai. Những ngọn núi này, từ trên xuống dưới trải dài 3 vạn dặm, khoảng cách giữa các ngọn núi tầm 7 vạn dặm, mỗi đỉnh núi đạt đến độ cao 9 vạn dặm, quy khư sống ở giữa năm tòa núi thần này. Thử nhìn mà xem, đây mà là cảnh sắc nhân gian sao. Hiện giờ núi thần sớm đã biệt tâm biệt tích, đảo Bồng Lai ngày nay chẳng qua chỉ một tảng đá trôi ra từ ngọn núi Bồng Lai trước kia hóa thành mà thôi. Kích thước của quy khư vô cùng khổng lồ, lớn đến mức không thể tưởng tượng ra được nước biển trong thiên hạ đều chảy về hướng quy khư mà mực nước biển ở quy khư lại chưa từng gia tăng lên chút nào trong đạo tàng từng nhắc đến việc quy khư do chính huyền quan của thủy thần cung công một trong ngũ thần thời hồng hoang hóa thành nhưng hôm nay mới biết sự thật vốn không phải như vậy cung công đâu có bản lĩnh ấy giải thích theo liệt tử cung công là thủy thần con trai của trúc dung hết giải thích ma đạo tổ sư đã từng đưa ra một suy đoán ông ấy nói thế giới hồng hoang vốn không hẳn đã bị thiên đạo tiêu diệt mà chính là bị quy khư thôn vệ rồi. Nếu như suy đoán này chính xác, vậy thì kích thước khổng lồ của quy khư đúng là không thể nào mường tượng được. Với lại, nếu chúng tôi bước vào quy khư, thì rất có khả năng sẽ lại được chiêm ngưỡng thế giới hồng hoang một lần nữa. Bình thường thì mắt biển mà quy khư sản sinh ra không thể nhìn thấy được, cũng sẽ không mở cửa cho tam giới. Chỉ cần nó kiên quyết không hiện thân, thì dù rằng tam giới có phí hoài hết tâm tư cũng không do thám được chút xíu huyền cơ nào. Vũ trụ bao la vô tận, không rõ đã có bao nhiêu thế giới va chạm vào nhau nhưng mà mảng trời đất tại nhân gian chắc chắn chính là trung tâm của vũ trụ cho dù có là thời đại thái cổ thần ma tranh bá vũ trụ cũng chưa từng từ bỏ tham vọng chiếm đoạt thế giới này của chúng tôi vì thế sau khi thiên đạo thượng vị việc đầu tiên chính là thâu tóm nhân gian về tay mình mà quy khư chính là thứ duy nhất thuộc về nơi này không bị thiên đạo khống chế quy khư xuất thế đảo loạn âm dương mang lại cho chúng sinh cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của thiên đạo Giả sử xem thiên đạo pháp tắc như bàn cờ, vậy thì quy khư đã sở hữu năng lực lật đổ bàn cờ đó, vì thế thiên đạo mới bị kéo vào kiếp nạn loạn lạc này. Điều quan trọng nhất chính là, quy khư ở nhân gian giới, chư thần, âm ti đều không có biện pháp thâm nhập vào bên trong. Thiên tôn lợi hại đến đâu cũng không thể tiến vào, bởi vì thiên đạo không cho phép thiên tôn đi sâu vào quy khư để tìm kiếm cơ duyên. Nhìn dòng nước biển chảy ngược nguyên man vô tận, mắt biển rộng thanh thang không rõ kéo dài bao nhiêu dặm bảy người chúng tôi đều sướng sở đứng ngơ ngác tại chỗ chống ngực đập liên hồi cảm giác bất lực như đang mắc cạn giữa sa mạc mênh mông giờ phút này hai đạo nhân tiên đã phái một nhóm binh sĩ tiến vào quy khư nhưng phần lớn vẫn dừng lại bên ngoài bao vây xung quanh mắt biển phía tây có một con long quy khổng lồ đang bơi lội hình dạng như một hòn đảo có bán kính trăm dặm binh mã tiên đạo đều đang đứng trên lưng rùa đại quân long tộc lập tức chìm xuống mặt nước phía bắc do cá voi xanh thân dài trên ngàn dặm binh mã nhân đạo lập tức leo lên lưng cá voi. Ngũ đại đạo lưu, tam thập lục động thiên, thất thập nhị phúc địa, long tộc, giã tiên, côn lôn tổ đình, hải ngoại tiên sơn, những ẩn thế tông môn chịu sự quản lý của hai đạo. Hai bên kết hợp lên đến con số trăm vạn binh sĩ, hiển nhiên đã phát kiệt hết toàn bộ tài sản sẵn có của nhân gian, chỉ còn thiếu mỗi binh mã dưới trướng tổ đình của hai đạo. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, hàm cốc quan và thiên đình sẽ không xuất binh đâu. mà đạo chúng tôi đứng ở phía tây, chỉ có bảy người, so với hai đạo nhân tiên mà nói rõ ràng quá thảm hại tầm thường. Tuy rằng không muốn tự hạ thấp mình, nhưng mà ma đạo quả thật không có tư cách tranh giành cơ duyên quy khư. Cho dù đến tận bây giờ, tôi cũng nghĩ không thông tại sao tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ muốn ma đạo liên thủ, thậm chí còn hứa hẹn sẽ không nhúng tay ngăn cản cơ duyên tái xuất của đảo Kim Ngao. Nhóm bảy người chúng tôi vừa hiện thân, tạ Lưu Vân đã ngự kiếm bay đến tiếp đón. Đi cùng hắn ta còn có trưởng giáo núi Long Hồ tiền nhiệm Trương Chi Viễn, với vô số động chủ của tam thập lục động thiên, tu vi đều đạt ngưỡng đỉnh phong nửa bước thiên tôn. Nhìn thấy Trương Chi Viễn, tôi chủ động tiến lên trước hành lễ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan bái kiến Trương Đạo Hiếu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ta nhận không nổi đại lễ của ma đạo tổ sư. Trương Chi Viễn gật đầu đáp lễ, tôi có thể bình an trưởng thành, đương nhiên không thể thiếu sự bảo vệ trong âm thầm của Trương Chi Viễn. Nếu như không phải ông ấy cực mạng của tạ Lưu Vân nằm trên người tôi, nhân đạo tuyệt đối không cho phép kẻ như tôi sống sót tới giờ tạ lan người cuối cùng cũng tới xem ra thể diện của ta vẫn không bằng mộ dung tạ lưu vân cười khổ nói nói đi muốn ma đạo ta làm gì tôi hỏi ám ảnh du hiệp bắc minh tướng quân vì sao không đến tạ lưu vân hỏi ta cũng không thể lấy hết vốn liếng ra đánh cược để rồi cuối cùng được ăn cả ngã về không chứ nghe tôi nói vậy mấy vị động chủ bên nhân đạo đều đồng loạt bộc lộ thái độ không vui thần sắc ảm đạm Ma đạo chỉ có 7 người, vậy mà muốn độc chiếm đảo Kim Ngao, đây cũng quá cầu thả rồi đấy. Động chủ động hành Sơn Thạch Trường Sinh nói, chương 470, Đồ Sơn Công Tử 2. Thạch đạo hữu nói không sai, quy khư đầy giấy nguy hiểm trùng trùng, mà ma đạo chỉ dẫn có 7 người đến đây, đúng là có chút qua quyết rồi. Động chủ động hàng Sơn Trịnh Tử chân nói, cuộc chiến âm Sơn vừa mới kết thúc, có lẽ đã hao tổn chiến lực mạnh nhất của ma đạo. Động chủ núi Nga Mi đường lãm mỉm cười nói, thì thật cũng khó trách khi bọn họ buông lời xúc phạm với chúng tôi. mấy vị động chủ này đều là bậc thầy có tu vi ngàn năm của nhân đạo, thực lực tu vi đều đạt ngưỡng đỉnh phong của cảnh giới nửa bước thiên tôn. cho dù có đối đầu với Tạ Lưu Vân cũng không hề thua kém. Tạ Lưu Vân tuy rằng là thủ lĩnh nhân đạo, nhưng chỉ là người cầm cờ, bởi vì tổ sư của nhân đạo vốn không phải hắn. lý do hắn có thể đưa đám người này đến đây gặp tôi, cũng vì nhân đạo đã đưa ra một bước nhượng bộ khá lớn, nên yêu cầu ma đạo tôi phải có được lý do hoàn hảo hòng thuyết phục các động chủ đáng tiếc tôi lười giải thích với bọn người này cũng không thể đánh nhau với họ một trận đúng không ma đạo quả thực không có ai cả đây là sự thật tạ lưu vân mệnh bàn sát phá làng đã bị phá hủy ma đạo chỉ còn lại đám kém cỏi này căn bản không tăng chút phần thắng nào khi đối phó với quy khư lời hứa của ông có chút cản quấy rồi đấy thấy tôi cuối cùng vẫn không đáp lại câu nào nên đồ sơn công tử thủ lính tam thập lục động thiên cũng là động chủ động thái sơn quay người sang tạ lưu vân nói lời này vừa dứt Lập tức khiến thủy hỏa động sát cơ, hồn chi bi thương trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Đám người này nhắc đến việc mệnh bàn sát phá lang bị phá hủy, tương ứng với việc nói tới sự hy sinh của Khương Tuyết Dương, đây chính là điều cấm kỵ. Cái chết của Khương Tuyết Dương, đến cả Tạ Lưu Vân cũng không dám đề cập tới. Tạ Lưu Vân nắm rõ chiến lược của chúng tôi, nếu không cũng không lãng phí tâm tư để mời ma đạo tôi vào quy khư. Đáng tiếc trong mắt mấy kẻ thích xem thường người khác này, sự lợi hại nhất của ma đạo vẫn là sát phá lang tam phương tứ chính mất đi tham lang sẽ khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh tan đàn xẻ nghé. Lâm đạo hữu là có ý gì? Đối diện với lưỡi đao của Thùy Họa, Đồ Sơn Công Tử không hề tỏ ra sợ sệt. Chiến đi, Thùy Họa lạnh giọng nói. Lời khiêu chiến đầy tính thách thức của Thùy Họa vừa thốt lên, khiến Đồ Sơn Công Tử xa sầm cả mặt mày, hắn cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục. Thân làm động chủ của đệ nhất động trong tam thập lục động thiên, xuyên suốt thời kỳ mạt pháp thì chưa từng có bất kỳ ai dám trực diện khiêu chiến Đồ Sơn Công Tử. Thùy Hòa tuy gánh lấy mệnh cách phá quân, nhưng cô ấy vốn không phải phá quân chuyển thế. Cả thiên hạ đã biết rõ điều này sau khi cô ấy được tôi phong làm tử thần, bởi vì nếu cô ấy là chuyển thế của phá quân, tuyệt đối không có khả năng phong thần thành công. Nếu như phá quân hộ pháp thiên tôn đưa ra lời khiêu chiến đổ sơn công tử thì hắn sẽ không cảm thấy nhục nhã, do phá quân có đủ tư cách thách đấu với chư thần Phật tổ, nhưng Thùy Hòa tuyệt đối không được làm vậy. Được thôi, vậy để ta lĩnh giáo một chút sức mạnh của Hoàng Hà Nương Nương. Đồ Sơn công tử chấp nhận lời thách đấu, hắn cố ý nhắc đến danh phận Hoàng Hà Nương Nương, hòng sỉ nhục thùy Hỏa. Thấy Đồ Sơn công tử đồng ý nhận lời quyết đấu thì ánh mắt tạ Lưu Vân lóe lên, muốn ngăn cản hắn ta nhưng lại thôi. Hắn đã tận mắt chứng kiến chiến lực hiện giờ của tôi, nhưng riêng về uy lực tử thần của Thùy Hỏa thì hắn chỉ mới nghe nói qua. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên hắn cũng muốn lĩnh giáo chiến lực của Thùy Hỏa. Với lại, nếu như không đánh nhau một trận, mấy tên động chủ của nhân đạo chắc chắn không phục. Chiến trường rất nhanh được bày ra trước mắt, bọn họ quyết đấu ngay trên mặt biển, tử thần thủy họa khiêu chiến động chủ Thái Sơn Đồ Sơn Công Tử. Trận quyết đấu của cả hai, thu hút nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Cá voi xanh khổng lồ chở đoàn binh nhân đạo tiếp cận gần đó vài dặm, vô số chiến tướng đỉnh phong cũng ngự kiếm lên không trung, ngưng tụ thần niệm chăm chú quan sát. Long quy của thiên đạo cũng di chuyển về hướng này, cao thủ tiên đạo từ từ phi lên cao theo dõi trận chiến. Danh tiếng của một người rất quan trọng, danh sương tử thần sớm đã truyền khắp đạo môn nhân gian, mà vị đồ sơn công tử này cũng là một trong những cao thủ chiến lược đỉnh phong nhất trong thời đại mặt Pháp. Trong cuộc chiến nảy lửa ở âm sơn, bộ giáp xương cốt hắc kim của Thủy Hỏa đã bị đánh vỡ nát, lòng hồn hảo kỳ cũng giao lại cho bác Minh Thú, hôm nay cô ấy mặc một thân đạo bào màu đen tuyền rộng rãi. Đạo bào rộng thùng thình, càng khiến thân hình người mặc thêm quyến rũ xinh đẹp. Mái tóc trắng đung đưa theo gió, cầm chặt đao chân yêu trong tay, chi hồn bi thương lập tức được phóng thích khuấy động cả mặt biển, lưỡi đao tỏa ra ánh sáng xanh, hòa vào màu xanh của nước biển. Đồ Sơn công tử vốn đã có danh xưng công tử, tướng mạo bất lão cùng anh Tuấn tiêu sái. Chẳng qua Đồ Sơn công tử không giống vẻ háo sắc vô sỉ như đảo chủ bồng lai, trông hắn khá xa cách lạnh nhạt. Cũng chính vì như thế, giành được sự ái mộ nồng nhiệt của nữ tu đạo môn, mị lực không hề thua kém tạ Lưu Vân. Tạ Lan, chiến lực của Đồ Sơn công tử vốn không hề thua ta đâu đấy. Tạ Lưu Vân dùng thần niệm truyền âm cho tôi, ừ vậy sao nhìn ngươi lại chẳng có dáng vẻ lo lắng cho vợ mình gì hết thế ta chỉ lo lắng một việc chuyện gì nếu đầu sơn công tử bỏ mạng tại đây không biết khiến bao nhiêu tiên tử nhân đạo đau lòng nữa mới đầu tạ lưu vân không hề quan tâm đến lời này nhưng rất nhanh hắn đã thông suốt một chuyện sắc mặt dần dần trầm xuống thùy họa là tử thần sở hữu thân thể bất tử thoạt nhìn chỗ này không có hồn năng để tận dụng nhưng mà quy khư lại là nơi tập trung thủy khí trong thiên hạ nước thiên về âm tính quỷ thuộc về âm khí, quy khư nuốt chừng hải khí trong thiên hạ, trải qua bao nhiêu năm dòng dã không biết thôn tính bao nhiêu oán hồn vào sâu trong quy khư, bên dưới thủy khí thì thứ không thiếu nhất chính là hồn năng. Nếu nhìn nhận từ phương diện này, Thủy Họa không thể bị giết chết, trừ phi có ai đó hủy diệt thần hồn của cô ấy. Thủy Họa bất tử, một khi trận quyết đấu bắt đầu, thì kẻ mất mạng chỉ có thể là vị đồ sơn công tử lãnh đạm vô tình kia. Chương 471, Đạp Lăng Nhi Lai, lướt sóng tiến lên một. Tiên đạo, đóng quân trên lưng long quy bên trong quân trướng của mộ dung nguyên duệ nguyên duệ kẻ thù truyền kiếp của con lâm thùy họa đang quyết đấu với đồ sơn công tử mà con không định đi xem thử một chút sao cung chủ giao trì hỏi không đi mộ dung nguyên duệ cắn răng nói ra hai chữ đạo chiến thần của con buộc phải biết địch biết ta trăm trận trăm thắng cung chủ giao trì còn chưa nói hết câu đã nghe một tiếng đùng ly ngọc trong tay mộ dung nguyên duệ lập tức vỡ tan cô ấy tất nhiên không cần đi quan sát bởi vì cô ấy đã có kinh nghiệm đối đầu sức mạnh của Thùy Hỏa ở uy viễn đường tại Sơn Hải Quan. Trước khi ngừng kết ra bộ pháp thân mới, sáng tạo ra đạo chiến thần hoàn chỉnh, Mộ Dung Nguyên Duệ tuyệt đối không muốn giao thủ lần thứ hai với Thùy Hỏa. Nhưng rồi thoáng chốc cô ấy lại nhớ đến một chuyện, giữa lông mày bóng hiện ra ý cười. Phía đông mắt biển quy khư, đoàn người ma đạo đứng trên mặt nước biển, Thùy Hỏa và Đồ Sơn Công Tử đứng đối diện với nhau. Đại đạo mà Đồ Sơn Công Tử tu luyện có liên quan đến tiên thiên ất mộc, bởi vì ngũ hành núi Thái Sơn Thiên về mộc. Mắt hải quy khư rồi rào thủy khí, trong ngũ hành sinh khắc thủy sinh mộc, Đồ Sơn Công Tử có ưu thế về địa lý khi chiến đấu trên biển. Đồ Sơn Công Tử không chỉ vận dụng ất mộc thần thông vô cùng nhuần nguyễn, bản thân hắn còn sở hữu khí độ huyền đình nhạc trì. Thân làm động chủ Thái Sơn, quanh năm suốt tháng hấp thụ khí thế của đạo ngũ nhạc, khiến hơi thở thần niệm của Đồ Sơn Công Tử rồi rào đạt đến mức thâm sâu khó lường. Tựa như linh thạch trấn giữ nhà cửa lưu truyền trong dân gian, bất kể gió mưa bão bùng, vẫn bất động vững vàng như ngọn núi. Thái Sơn Thạch Chí Cương trí Dương là khắc tinh của Âm Linh Tà phái trong thiên hạ. Thủy Hỏa chính là âm hồn đắc đạo, Đồ Sơn công tử cũng đồng thời chiếm được ưu thế vượt trội khi chiến đấu với Thủy Hỏa. "Ta nhường cô ra tay trước." Đồ Sơn công tử bình tĩnh nói. "Được, chiều lòng của ngươi." Nói xong, Thủy Hỏa cắm đao xuống dòng nước, bắt đầu điên cuồng gia tăng chiến ý. Đồ Sơn công tử với tư cách động chủ Thái Sơn người có địa vị danh tiếng vang xa hàng ngàn năm nay, tự hắn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Trong mắt hắn ta thì Thùy Họa chẳng qua may mắn được mệnh cách phá quân chọn chúng, về bản chất vẫn là Hoàng Hà Nương Nương đã chết oan dưới dòng sông lạnh lẽo. Đáng tiếc là hắn nhất định sẽ phải trả giá đắt vì thói kiêu ngạo của mình, do hắn đã quên đi một việc. Cho dù hắn đã tu hành suốt vạn năm nhưng Trung Quy vẫn chỉ là người trần mắt thịt, mà Thùy Họa đã sở hữu thần vị tử thần của Thái Cổ Minh Giới. Có lẽ đối với thần minh chỉ là thoáng chốc nhưng đối với nhân gian lại không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, trong mắt của tử thần từ thái cổ minh giới, chút kiêu ngạo hống hách này của hắn quả thật chẳng đáng một xu. Muốn trách chỉ có thể trách những tư liệu về tử thần không được đề cập kỹ càng trong đạo tàng, nên đồ sơn công tử không nắm rõ thực lực của cô ấy. Hơn nữa tình hình cụ thể của ma đạo sau trận chiến với âm sơn vẫn chưa được truyền ra ngoài, đạo môn không hề biết tới việc thùy hỏa chỉ dùng một đao mà đã giết chết quỷ đế Tây Phương tiền nhiệm vương chân nhân. Chuyện này chính là nỗi sỉ nhục của âm ti, âm ti tự khắc sẽ không nói ra. Nhìn đồ sơn công tử để thùy họa ra tay trước, sắc mặt của tạ Lưu Vân càng thêm khó coi. Dùng thần niệm truyền qua nói với tôi, tạ Lan, đồ sơn công tử không thể chết. Ừm, vậy ngươi khuyên hắn đầu hàng nhận thua đi. Tôi bình tĩnh trả lời, đồ sơn công tử làm sao có thể chủ động nhận thua, ngài ấy là nhân vật lỗi lạc đứng đầu đạo môn suốt ngàn năm qua, động chủ danh chấn thiên hạ, thủ tỏa tam thập lục động thiên. Ồ, vậy ý của ngươi là muốn tử thần của thái cổ minh giới phải cúi đầu trước một phàm nhân tầm thường sao? Tôi nói, tạ lan, nếu vợ người thật sự ra tay giết chết đồ sơn công tử, mà đạo sợ rằng khó mà thành công vào được quy khư đấy. Tạ Lưu Vân dùng ngữ khí nghiêm nghị tựa hồ như muốn cảnh cáo. Lưu Vân huynh, người hiểu sai một chuyện rồi, mà đạo vào quy khư không cần nương tựa vào người khác. Hợp tác cùng thắng lợi thì được, nhưng phải nhìn sắc mặt người khác để hành sự thì ma đạo ta tuyệt đối sẽ không làm. Muốn trách chỉ có thể trách họa từ miệng hắn mà ra, đồ sơn công tử vốn không nên nhắc đến cái chết của Khương Tuyết Dương. Sự hy sinh của Khương Tuyết Dương là điều cấm kỵ, người thông minh tuyệt nhiên sẽ không đề cập tới chuyện đau lòng đó trước mặt tôi và Thùy Họa. Khi Tạ Lưu Vân đến Sơn Hải quan tìm tôi không dám nhắc đến, kể cả lúc mộ dung nguyên duệ đến cũng không hề nói tới, chỉ mỗi trưởng giáo toàn chân giáo Vương Trùng đến tìm Khương Tuyết Dương, nhưng Vương Trùng có tư cách ấy. Bất luận kẻ nào dám vỗ nhục Khương Tuyết Dương trước mặt Thùy Họa, cô ấy đều thể quyết không tha thứ, và tôi cũng vậy. Nghe tôi nói xong, Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, không tiếp tục khuyên ngăn nữa hắn lo lắng cho an nguy sống chết của đồ sơn công tử, nhưng mấy cao thủ đỉnh phong của nhân đạo đi cùng hắn lại suy nghĩ khác. Trong mắt bọn họ phần thắng của đồ sơn công tử là tuyệt đối, thái sơn thạch can đảm dám nương đầu với trông gai, chấn áp tất cả âm linh tà phái trong thiên hạ. Chỉ mong đồ sơn công tử đừng làm hại đến tính mạng của cô ta, nếu không ma đạo càng không có tư cách tiến vào quy khư rồi. Nếu như ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú đến đây, có lẽ vẫn còn khả năng chiến đấu một trận với đồ sơn công tử, nền móng của Lâm Thùy Hỏa quá mức kém cỏi, thần vị tử thần chỉ có tác dụng với vong hồn, đâu có liên quan gì đến thể xác người sống. Ma đạo liên tiếp giành được chiến thắng, khó tránh khỏi việc tự phụ kinh địch. Nhưng quên mất mấy thứ không nhập đạo lưu như âm sơn pháp mạch, sao có thể đánh đồng với nhân đạo ta? Không phải toàn bộ đều là bọn kiến thức hạn hẹp ngu dốt, chẳng hạn những thủ lĩnh nhân đạo từng chứng kiến cách thủy hỏa xuất thủ tại núi không minh. Chương 472, Đạp Lăng Nhi Lai, lướt sóng tiến lên hai Bọn họ im lặng đứng qua một bên, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng. Đối với trận quyết đấu giữa Đồ Sơn công tử và Thùy Hỏa thì phía Tiên Đạo cũng phân thành hai luồng ý kiến trái chiều, Phá Quân và Cửu Thiên Huyền Nữ là kẻ thù truyền kiếp, Thùy Hỏa và Mộ Dung Nguyên Duệ lần lượt là Phá Quân hộ Pháp Thiên Tôn và Cửu Thiên Huyền Nữ đời trước. Nếu như bọn họ xem thường Thùy Hỏa, cũng đồng nghĩa đang hạ nhục Mộ Dung Nguyên Duệ. Đương nhiên chỉ có số ít cho rằng Thùy Hỏa sẽ giành được chiến thắng, đại đa số mấy người ở đây đều mặc định Đồ Sơn công tử chắc chắn sẽ thắng thùy Hỏa vẫn đang tích tụ chiến ý mặt nước biển yên tĩnh không một gợn sóng đau hồn chi bi thương cắm sâu xuống dưới nước không hề xảy ra bất kỳ điều khác thường nào ai cũng không nghĩ thông cô ấy rốt cuộc đang hấp thụ cái gì chỉ mỗi mình tôi biết thùy họa đang hấp thụ hồn năng dưới mắt biển quy khư nước biển trong thiên hạ chảy về quy khư nước biển giạt rào mỗi năm không biết đã có bao nhiêu vong hồn chôn thân dưới đáy biển sau khi vong hồn chết hồn năng tan biến cũng theo dòng thủy lưu đổ vào quy khư Lúc Thùy Hỏa vẫn còn sử dụng Thiên Địa giao Trinh Âm Dương Lưỡng Đoạn Đao của Phá Quân hộ Pháp Thiên Tôn, cô ấy dựa vào Tiên Thiên canh kim để bạo phát chiến ý, từ lúc cô ấy lĩnh ngộ ra hồn chi bi thương của tử thần, đã từ bỏ Tiên Thiên canh kim, đổi thành hồn năng. Mà Quy Khư, bề ngoài nhìn có vẻ như Đồ Sơn công tử chiếm thế thượng phong, thực tế lại là chiến trường trong tay Thùy Hỏa. Anh, chị dâu sẽ thắng chứ? Phía Ma đạo chỉ mỗi mình A à Lê lo lắng cho Thùy Hỏa, những người khác đều rõ năng lực của Thùy Hỏa rốt cuộc mạnh đến đâu. Chị dâu nhóc là đệ nhất thiên hạ, tôi mỉm cười nói, ha, vậy thì yên tâm rồi." A Lê thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua vẫn không buông bỏ thượng cổ cốt cung trong tay xuống. Tạ Lưu Vân đã đánh giá thấp năng lực của Thùy Hỏa, cũng đồng thời quên mất A Lê. Ma đạo tôi tuy đến ít người, không thể chống đỡ đại quân hai đạo nhân tiên, nhưng mà muốn lấy thủ cấp của mấy tướng lĩnh trong vạn quân lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Khi Thùy Hỏa vẫn còn đang hấp thụ hồn năng, thì Đồ Sơn công tử đã có chút mất kiên nhẫn cô vì sao còn chưa động thủ ta khuyên cô đừng tiếp tục lãng phí thêm thời gian nữa sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi đấy đồ sơn công tử nói ngươi sai rồi ngươi vốn chẳng còn thời gian để lãng phí ngươi chỉ không biết chút thời gian còn lại của ngươi quý giá đến thế nào đâu thùy họa lạnh lùng nói cô có ý gì bởi vì ngay thời khắc ta cắm đao xuống dòng nước thời gian của ngươi đã chấm hết rồi vừa dứt lời thùy họa rút đao ra lao về phía đồ sơn công tử Lúc này khoảng cách giữa cô ấy và đồ sơn công tử tầm 50 trượng, theo nhịp bước chân của cô ấy, mặt nước biển vốn lắng động bắt đầu rung chuyển. Lúc đầu chỉ là những vòng gợn sóng lăn tăn, sau đó cột sóng dữ dội hơn, sóng mỗi lúc một cao hơn. Thùy họa lướt trên cơn sóng dữ, mặc kệ sóng vỗ bắn nước tung tóe trên người ướt đấm, đau cũng chưa rút ra khỏi mặt nước. Theo đà sóng vỗ ngày một cao hơn, đồ sơn công tử cảm nhận thấy một luồng sát khí nặng nề đang ép sát trước mặt hắn cuối cùng hắn không cách nào duy trì được dáng vẻ lãnh đạm bình thản, bắt đầu niệm chú thi triển pháp thuật. Trùng hoa như cái, hộ ngã chân hình, xuân ý anh nhiên, ất mộc sát cơ, mượn lực đẩy của quý thủy, đồ sơn công tử triệu tập hàng ngàn hình ảnh của cánh rừng rậm rạp, dùng nó ngăn cản sát cơ và sát khí đang hừng hực sông tới theo những cơn sóng. Đám rừng vừa xuất hiện, ngừng tụ khí thức nồng nặc màu xanh lục bao trọn người hắn, lá rơi hoa bay lập lòe sắc xanh. Trong đám rừng không chỉ ẩn chứa sức sống mãnh liệt từ sự sinh trưởng của vạn vật, còn bao hàm sát cơ vô hạn từ vạn vật sinh sôi trồi lên từ dưới lòng đất. Đợi thủy hỏa càng lúc càng tiến lại gần, khóm lá hoa đang bay loạn xạ đều hóa thành vũ khí tấn công thủy hỏa. Tuy nhiên đám hoa lá kia không chịu đựng nổi tử khí nồng hậu của thủy hỏa, rất nhanh đã bị rút cạn sinh cơ trở nên khô héo vàng úa, những phiến lá dần dần tan biến hóa thành cát bụi. Đợi khi cô ấy tiến vào khu rừng những bóng cây xanh ngát tươi tốt tràn đầy sinh cơ tựa như bất ngờ bị gió bắc tra tấn lá rụng cành cây sơ sắc chậm chậm rơi xuống khu rừng rậm sừng sướng trước mắt vậy mà chỉ thoáng chốc bị thổi bay tử thần giá lâm tựa như khí hàn băng giá rét thôn tính vạn vật đến tôi cũng không thể ngờ hấp thụ hồn năng của quy khư uy lực tử thần của thùy họa lại có tốc độ tăng cường mạnh mẽ đến vậy ánh mắt tạ lưu vân oán trách nước tôi một cái muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi mắt thấy khu rừng không thể ngăn được thùy họa Đồ Sơn công tử vội vàng lấy ra một lệnh bài to bằng bàn tay, phía trên có khắc năm chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Ta phụng lệnh của Đông Nhạc Đại Đế trấn áp tà phái, cấp cấp như luật lệnh, sắc sắc sắc. Theo lời chú ngữ mà Đồ Sơn công tử đọc lên, xung quanh hắn xuất hiện hư ảnh của một đỉnh núi, chính là chư đỉnh Đông Nhạc Thái Sơn. Thùy họa một đường lội sóng vượt lên, sau khi cánh rừng bị đẩy lùi lại tiếp tục đón một ngọn núi giáng xuống. Cô ấy có thể mượn tử khí của tử thần hóa giải khí thức pháp trận cánh rừng tạo ra từ tiên thiên ất mộc, nhưng không thể lay chuyển sức mạnh của đông nhạc Thái Sơn bằng cơ thể mình. Thái Sơn vững vàng bất động, trí cương trí dương, có thể chấn áp tất cả âm linh tả phái trong nhân gian. Thế núi vừa xuất hiện, Thùy Họa bước từng bước lội sóng tiến lên thì buộc phải đột ngột dừng lại. Không thể làm gì khác, chỉ đành rút đao. chương 473, Ngũ Nhạc Đại Quân 1 Trận chiến tại núi không minh, đạo tàng chỉ diễn tả qua một câu anh hùng tụ hội nhưng không thành, mỹ nhân vác đao trấn thủ bát hoang. Trải qua mấy năm, mỹ nhân của ngày đó đã trở thành tử thần tử thần trở lại rút đao ra khỏi nơi giao thoa giữa biển và trời tái hiện một đao tuyệt sắc chấn động cả nhân gian một đao xé gió đâm thẳng về hướng đồ sơn công tử lưỡi đao lóe ánh xanh lam như cùng mặt biển nhập làm một thể hòa quyện vào thiên nhiên tùy ý lao vút về phía thân ảnh lay lắt của ngọn núi núi non và biển khơi tương ngộ trời đất sụp đổ rất nhiều đại thế gia đạo môn tập trung tại đây nhưng họ chưa từng nhìn thấy trận giao chiến khốc liệt đến vậy bao giờ Thời đại mặt Pháp trải qua 3.000 năm, nhân gian không hề xảy ra cuộc giao đấu nảy lửa như lần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, một đau này lại khiến chiến lực của Thùy Họa gia tăng đến một tầm cao mới, vượt xa uy lực cô ấy đã dùng để giết chết Phương chân Nhân ở núi Thái Âm. Cho dù không nhận được phong thần chúc phúc của Khương Tuyết Dương, thậm chí không còn sát phá lang tam phương tứ chính, thì hào quang của một đao này vẫn khiến cả đạo môn để lại ấn tượng sâu sắc. Phá quân không thể chịu nhục, tử thần càng không thể cúi đầu. Núi biển sâu xé, đá thạch phá trời, hư ảnh Thái Sơn mà Đồ Sơn công tử dốc sức triệu hồi ra đã bị đánh nát thành cho bụi. Nhưng mà dãy núi đồ sổ kéo dài vô tận, uy lực một đao này của Thủy Họa Liệu có thể tiêu diệt chư đỉnh Thái Sơn hay không vẫn còn chưa nắm chắc được. Trên lưng Long Quy, Mộ Dung Nguyên rời cuối cùng đã bước ra khỏi quân trướng đứng trên đám mây quan sát trận đấu. Con không đi theo dõi trận chiến, có phải đã từng giao thủ với cô ta rồi không? Cung chủ giao chỉ nói, ừ, con thua cô ta nửa chiêu, trong mắt mộ dung nguyên duệ quét qua một tia ghen tị cung chủ giao trì nghe xong thì sắc mặt khẽ khựng lại bà ấy không ngờ mộ dung nguyên duệ sẽ thua thùy hỏa mộ dung nguyên duệ chính là thân niết bàn chuyển thế của cửu thiên huyền nữ sở hữu đạo chiến thần vốn là đại đạo vô cùng mạnh mẽ thùy hỏa tuy rằng gánh vác trách nhiệm mệnh cách phá quân nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là âm hồn không thể nào trong thời gian ngắn đã kiểm soát được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân ít nhất cũng phải đợi sau khi cô ấy chứng thiên tôn mới có thể tùy ý vận dụng 9981 đao của phá quân. Người không cần quá kinh ngạc đâu, lúc Lâm Thùy Hỏa đánh bại con thì cô ta không dùng thiên địa giao trinh lưỡng đoạn đao của phá quân, mà sử dụng đao quyết sở trường riêng của tử thần. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, lẽ nào sức mạnh của tử thần còn có thể vượt qua phá quân hộ pháp năm đó hay sao? Không ai phán đoán chính xác sự tranh lệch giữa tử thần và phá quân, chẳng qua Lâm Thùy Hỏa chính là âm hồn đắc đạo, đao quyết của tử thần càng thích hợp với cô ta hơn. Duệ Nhi, đạo tàng chưa từng có bất kỳ thông tin gì về tử thần. Tử thần này rốt cuộc có lai lịch gì? cung chủ giao chỉ nói, dung mạo tử thần của thủy hỏa để lại ấn tượng sâu sắc khiến người ta nhớ mãi không quên. nhưng dù lật tung cả đạo tàng cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép liên quan người này. thần minh được ghi chép trong đạo tàng đều đầy đủ các thể loại pháp tướng khác nhau, nhưng không ai có diện mạo như thủy hỏa, hồng nhan tóc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa màu xanh, khóe miệng đen láy như nhung. đạo tàng không hề nhắc đến tử thần bởi vì tử thần căn bản không phải thần minh dưới chướng thiên đạo. Nếu như con đoán không lầm, tử thần át hẳn xuất thân từ thái cổ minh giới. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, thái cổ minh giới, nếu như đúng thật là thái cổ minh giới, vậy tại sao âm ti lại chưa có động tính gì hết? Mà đạo quyết chiến với âm sơn, âm ti chắc hẳn sẽ không ngồi yên rồi bỏ qua cơ hội để làm ngư ông đắc lợi này. Lý do vì sao không hề có bất kỳ động tính truyền ra bên ngoài, con nghĩ khả năng lớn nhất chính là toàn quân âm ti đã bị ma đạo tiêu diệt rồi. Làm sao có thể chứ? Cung chủ giao trì hoảng hốt hét lên, thời đại mạt pháp quỷ đế sẽ không xuất hiện, âm ti vẫn còn bị kìm hãm bởi thảm hòa huyết hải phù đồ, chiến tướng có thể điều động căn bản đã không nhiều. Với uy lực tử thần hiện nay của Lâm Thùy Họa, lại thêm sự phản bội trơ cháo của ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú, dưới tình cảnh mà quỷ đế không thể xuất đầu lộ diện, âm ti bất luận phái ra bao nhiêu binh sĩ đến âm sơn đều chỉ có con đường chết. Ta hiểu rồi, xem ra đồ sơn công tử lần này khó thoát khỏi tử nạn. Cung chủ giao chỉ nói, không sai, mà đạo chỉ đến có bảy người, nhìn bề ngoài thì ít ỏi nhưng lại không phải kẻ dễ dàng chịu áp bức. Không chỉ mỗi mình lâm tùy hòa kia đáng gờm, cốt cùng trong tay cô bé đứng cạnh tạ lan kia, trong thời đại mạt Pháp sợ rằng chẳng có mấy ai đỡ nổi đâu. Người khác có thể không cảm nhận được sức mạnh của A Lê, nhưng mà mộ dung nguyên duệ sở hữu chiến thần chi đạo, có thể dò xét thiên cơ, dù không cần giao đấu với nhau cũng đủ khả năng phán đoán ra chiến lược của đối thủ. Vậy tạ lan đó đang ở cảnh giới gì? Cái này thì phải đi hỏi tạ Lưu Vân, hắn ắt hẳn đã lãnh giáo huấn từ chỗ tạ lan rồi. Cũng may mà đạo sát phá lang mệnh bàn đã bị phá hủy, nếu không ma đạo đúng là có khả năng tái hiện sự kiện vạn tiên lai chiều năm đó rồi. Cung chủ giao trì thở dài nói, Khương Tuyết Dương ngã xuống là sự thật không thể chối cãi, chỉ cần đợi thời đại mạt pháp kết thúc, mà đạo sẽ ngay lập tức bị vạch trần. Còn bây giờ, cứ để ma đạo điên cuồng kiêu ngạo một thời gian đi. Truyền mệnh lệnh của ta sau khi thâm nhập vào quy khư tuyệt đối không được vô cớ gây xích mích với bảy người phe ma đạo, nếu không tất cả hậu quả phải tự gánh chịu. Không giống nhân đạo, tạ Lưu Vân không thể kiểm soát các thế lực lớn trong nhân đạo, nhưng tiên đạo chỉ duy nhất mộ dung nguyên duệ có quyền sai khiến kẻ khác. Chỉ vì, mộ dung nguyên duệ do chính bổn tôn cửu thiên huyền nữ niết bàn chuyển sinh. Chiến thần có danh tiếng hiển hách tại thiên giới, đạo chiến thần vốn dĩ chỉ thua dưới tay bá thể của Ngọc Hoàng Tiên Đạo. chương 474, Ngũ Nhạc Đại Quân 2 Cùng lúc mộ dung nguyên Duệ hạ quân lệnh xuống, trận quyết đấu giữa Thủy Hỏa và Đồ Sơn Công Tử đã đi đến hồi kết. Núi đã bị chân áp bởi biển khơi, hư ảnh của chư đỉnh Thái Sơn đã ngăn cản không được sức mạnh của tử thần. Sau khi hư ảnh của các dãy núi lần lượt biến mất, mũi đao của Thủy Hỏa đâm xuống huyệt thần đình trên trán của Đồ Sơn Công Tử. Thái Sơn Thạch Cảm Đương vốn có thể kiểm soát toàn bộ âm linh tà phái, cô chỉ là âm hồn đắc đạo vì sao lại không hề có chút tác dụng gì với cô chứ sắc mặt đồ sơn công tử trắng bệch không cam lòng cắn răng hỏi giải thích thái sơn thạch cảm đương là phiến bia đá nhỏ thường được đặt trước cửa nhà hoặc trước đầu ngõ năm chữ này có nghĩa là đá thái sơn dám đương đầu với thử thách để bảo vệ mọi thứ khỏi thế lực hắc ám hết giải thích muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngươi chọn sai địa điểm giao chiến rồi càng không nắm rõ về uy lực của tử thần cô không thể giết ta ta chưa từng muốn giết ngươi cái gọi là hết thời gian cũng không nhất định phải đích thân giết chết người mới được. Nói xong, Thùy Hỏa kích phát hồn năng điên cuồng thâm nhập vào huyệt thần đình của Đồ Sơn Công Tử, phá hủy huyền quan của hắn, nhưng lại tha mạng cho nguyên thần của hắn. Tránh khỏi kiếp nạn vốn không khiến Đồ Sơn Công Tử cảm thấy may mắn, càng khiến hắn đau khổ tuyệt vọng. Huyền quan bị phá hủy khiến Tu Vi cạn kiệt, dùng mạo tuấn tú mà hắn nhờ đạo Pháp duy trì đang bắt đầu già nua, mái tóc nhanh chóng bạc đi, tiếp đó cả đầu trắng xóa. Từng nếp nhăn xấu xí xuất hiện trên mặt, thân hình đẹp mã ngọc tựa lâm phong cũng dần dần trở nên ốm yếu gầy gò, lưng gù khom cong xuống. Tuổi trẻ tràn đầy sức sống trôi qua trong nháy mắt, thời khắc hoa nở cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn. Đạo tàng của hậu thế đánh giá thủy hỏa và phá quân hộ pháp thiên tôn, chỉ lưu lại một câu, thảo nguyện âm dương lưỡng đoạn, còn hơn những thứ phủ du hào nhoáng thức thời. Tu vi của đồ sơn công tử đã cạn kiệt, không thể tiếp tục đứng vững trên mặt nước. Hai đệ tử của động thái sơn vội vàng bay xuống từ lưng cá voi rồi đỡ lấy hắn quay trở về trận chiến kết thúc tựa như hòn đá đè nặng trong tim của mấy cao thủ đỉnh phong nhân đạo đến tạ lưu vân cũng không thể bỏ qua tạ lưu vân vốn muốn để ma đạo phát huy một chút sở trường vừa hay cho hắn một lý do thỏa đáng để thuyết phục các động chủ của tam thập lục động thiên ai ngờ sự việc là phát triển vượt xa khỏi dự liệu của hắn một đao hủy hoại sức sống của tùy hỏa quả thực quá tàn nhẫn cô ấy đã chiến thắng giữ vững được tôn nghiêm của ma đạo nhưng đồng thời cũng đã sỉ nhục toàn bộ nhân đạo Đợi khi Thùy Hỏa quay trở về bên cạnh tôi, đám cao thủ đỉnh phong của nhân đạo đều lần lượt dùng ánh mắt phẫn nộ lườm cô ấy. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân lạnh lùng nói với tôi, quy khư nguy hiểm trùng trùng vốn vượt xa thử thách tại núi không minh, tam đạo liên thủ cùng hội cùng thuyền nên giữ vững hòa khí. Tạ Lan, người thân làm ma đạo tổ sư thì nên cho nhân đạo ta một lời giải thích thỏa đáng. Ma đạo chưa từng gây chuyện, cũng chưa từng sợ phiền phức. Đồ Sơn công tử gặp nạn ta cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng ta vốn không hề cảm thấy lâm tướng quân hành sự có gì sai. Ha ha, nếu như không phải vì quy khư cần ma đạo hợp sức, chỉ dựa vào binh lực của ngũ nhạc ngũ động ta, muốn tiêu diệt ma đạo các ngươi chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Động chủ Hằng Sơn lạnh giọng nói, nhân đạo ngũ nhạc trong tam thập lục động thiên vốn có mối quan hệ khăng khít như anh em trong nhà, với những gì gây hại đến đồ sơn công tử, thì nỗi oán hận trong lòng bốn vị động chủ khó mà dẹp yên. Các ngươi có thể thử xem, Thùy Họa nói, nhìn Thùy Họa lại lần nữa nói năng ngông cuồng, động chủ hàng Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đồng loạt xuất kích. Bốn vị động chủ tứ động đã biểu thị thái độ rõ ràng, đệ tử ngũ nhạc cũng nhanh chóng bay xuống từ lưng cá voi, hung hăng lập trận đối phó chúng tôi. Ngũ nhạc thế lực lớn mạnh, chỉ chấp mắt hải vực xung quanh tôi đã tập kết hàng vạn đạo binh, cao thủ nửa bước thiên tôn không dưới trăm người. Đồ Sơn công tử tuy đã mất hết tu vi, nhưng hai đệ tử chân truyền của hắn đã dìu hắn vào quân trướng của động phủ Thái Sơn nhìn mái tóc trắng xóa, đã khiến chiến ý của đệ tử ngũ nhạc bùng cháy dữ dội. Sự việc đã đi đến bước này, tạ Lưu Vân dù muốn ngăn cản cũng không thể làm gì được nữa. Cơ duyên quy khư có quan trọng đến đâu, cũng không sánh bằng thể diện của nhân đạo. Thấy hắn đã ngầm đồng ý, tứ nhạc động chủ lần lượt quay về đội quân của mình. Thoáng chốc đại quân ngũ nhạc đã bao vây bảy người chúng tôi, kết thành trận pháp ngũ khí triều nguyên, sát khí quân uy hừng hực sông đến chín tầng mây. Tạ Lan, điều mà ta muốn không nhiều, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu mà đạo vẫn có tư cách đi vào quy khư giành lấy cơ duyên đảo kim ngao tạ lưu vân nói tạ lưu vân ngươi hiểu rõ điều này hơn ta mà đạo tổ sư sẽ tuyệt đối không thể cúi đầu tôi nói được ngươi là do ta mời đến đây nên ta tuyệt nhiên sẽ không ra tay với ngươi đâu nhưng làm sai tất nhiên buộc phải trả giá đắt ngũ nhạc như anh em một nhà nên ta sẽ không ngăn cản họ báo thù nếu đã như vậy thì cứ đánh là được rồi tôi nói tạ lưu vân âm trầm nhìn tôi một cái rồi để lại một câu chúc người may mắn sau đó dẫn người của núi Long Hổ rời đi. Sau khi hắn đi, ma đạo bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Ngạo phong hóa ra thân thể tổ long, mang A à Lê phóng thẳng lên trời. Bạch vô nhai biến ra đao viên Nguyệt Loan, lâm thanh thủy dứt khoát rút thanh sát thần huyết kiếm, kiêm hà phân hóa thành 12 thân viễn ảnh. Thủy hỏa cắm đao xuống nước, tôi rút kiếm vấn thiên ra. Chính ngay thời khắc một trận đại chiến máu lửa sắp nổ ra, Quy khư bỗng nhiên xuất hiện một viền danh giới huyết hải, trên cửu thiên bay đến một thanh thần kiếm. Kiếm này trắng tinh như ngọc, không chút tỉ vết, kiếm khí huyền ảo như có như không, nhưng dường như muốn đem tất cả mọi thứ khống chế dưới uy lực của kiếm, không cho phép kẻ nào trốn thoát. A Lê đang ở trên không trung, là người phản ứng nhanh nhất, kéo căng thượng cổ cốt cung trên tay, một mũi tên huyền thiết nhắm thẳng vào thần kiếm. Chương 475, Kiếm Tiên Thuần Dương 1 nguyệt thần chi tiến của a lê có sức mạnh vô hạn tiềm cận với thiên tôn trong thời đại mặt pháp không có nhiều người có thể tiếp được mũi tên của cô bé mũi tên sắt đen rời khỏi dây cung gây ra một tiếng nổ vang trong không khí khoảng không như bị phá vỡ không ai có thể xác định quỹ đạo của mũi tên nhìn thấy sức mạnh trong mũi tên của a lê động chủ ngũ nhạc tề tề đã thay đổi sắc mặt họ chỉ nhìn thấy đao tử thần của thùy họa mà quên rằng ma đạo còn có sáu người khác Họ không thể tiếp được mũi tên của A Lê, đừng nói đến bọn họ, ngay cả tạ Lưu Vân cũng phải dùng đủ mọi cách để chặn nó lại. Mũi tên của A Lê thật là đáng sợ, ai lại có thể ngờ rằng có một cung thủ thiên phú được giấu ở bí cảnh tuyết vực, nếu thu nhận vào tiên đạo chúng ta thì tiền đồ vô hạn. Giao trì cung chủ nói, mỗi người đều có vận mệnh của mình, A Lê chính là cơ duyên của tạ Lan, cho dù chúng ta có đi đến bí cảnh tuyết vực thì cũng không thể mang A Lê ra được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, đáng tiếc, cho dù mũi tên của A Lê mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được thanh kiếm thiên ngoại này. Không sai, nếu hắn đã đến chỗ này, thì ma đạo tổ sư tạ lan, không thể không cúi đầu. Trong khi cả hai đang nói chuyện, mũi tên của A Lê xé toạc không chung và va chạm trực diện với thần kiếm. Nguyệt thần chi tiến mang danh sức mạnh vô song, chỉ nhanh mới phá được đã bị thanh kiếm thần thánh của Lữ Thuần Dương chia thành hai nửa như trẻ tre, cơ hồ không hề phí chút sức nào. A Lê nghiến răng, liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, mũi tên sau càng nhanh hơn mũi tên trước. Điều đáng kinh ngạc là với khả năng của Ale, nhưng tất cả 9 mũi tên bắn liên tiếp đều bị gãy, mà thế của thần kiếm lại không bị gián đoạn chút nào. Điều này cho thấy thần kiếm có hiệu quả nghiền nát đối với nguyệt thần chi tiến của Ale. Thấy vậy, Thùy Họa muốn rút đao nghênh đón, nhưng đã bị tôi ngăn lại. "Không cần, em cản không được kiếm của hắn đâu." Tôi nói, "Anh biết người này là ai sao?" Thùy Họa hỏi, thần kiếm ngườm ngườm ma kiếm thao thao, quỷ kiếm u u, tức là thần kiếm nhỏ bé, ma kiếm ngập tràn, quỷ kiếm u tối. nếu như anh đoán không lầm, người tới hẳn là kiếm tiên lữ thuần dương. a à, lê sẽ không sao chứ? kiêm hà lo lắng hỏi. không đâu, kiếm tiên lữ thuần dương kiêu ngạo cỡ nào cơ chứ? vài người của ma đạo chúng ta sẽ được ông ta coi trọng sao? tôi đoán ra được, thì đương nhiên tạ lưu vân cũng đoán được. mấy trăm vạn đại quân của nhân đạo đứng trên lưng con cá voi khổng lồ nghiêm trang nhìn trời kể cả đại quân ngũ nhạc đang vây lấy chúng tôi cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ, biểu cảm chăm chú chờ đợi. Tên của người, bóng của cây, 3.000 năm mạt pháp không thể che đậy tài năng sắc xảo của thanh kiếm thuần dương. Đạo tàng từng nhận xét rằng nếu kiếm tiên lữ thuần dương sớm tham gia vào trận chiến phong thần, thì người chiến thắng cuối cùng có thể sẽ không phải là tiên đạo nữa. Ngay cả chủ thần của tiên đạo lôi chủ đầu mẫu nguyên quân cũng từng nói rằng thành tựu trong tương lai của Lữ Thuần Dương chắc chắn không thua kém cô, ông ta chính là tướng sát phạt tiềm năng nhất của nhân đạo sau thời đại mạt Pháp. Cuối cùng, thần kiếm từ trên trời đáp xuống, phất lờ đi sự tồn tại của A Lê, bay qua bên cạnh cô bé, rồi đâm thẳng xuống nước. Sau khi thần kiếm xuống nước, một luồng kiếm khí hùng vĩ và vô tận trực tiếp phun ra từ mặt nước. Lấy thần kiếm làm trung tâm, hình thành nên một vùng hải vực có đường kính 100 trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở vùng biển này đều nhanh chóng bay người rút lui rời đi, kiếm tiên đã tới, tiếp tục trận chiến giữa ma đạo và ngũ nhạc thì cũng không ý nghĩa gì nữa ngạo phong dẫn a lê trốn về phía xa còn tôi thùy hỏa kiêm hà ngân hồ và sát thần cũng tránh xa biển kiếm được hóa thành từ thần kiếm ban đầu mặt biển yên tĩnh không có gì dị thường một lúc sau trên mặt biển sóng nước bắt đầu lay động run rẩy dường như có một sức mạnh vô tận và đáng sợ dưới nước biển đây là biển kiếm thực sự hoàn toàn khác với các bậc biển kiếm vô hình mà tôi đã dùng kiếm khí hóa thành với một tiếng nổ lớn biển kiếm nổ tung, sóng ầm ầm tựa như một con rồng nước lao thẳng lên trời. Một bức màn nước ngoạn mục được hình thành, trực tiếp nối liền biển và bầu trời. Sóng to dữ dội, biển rộng vô tận, khó mà phân biệt đâu là biển, đâu là trời. Không ai nói gì, mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Cảnh tượng chấn động lòng người trước mắt mới chỉ là uy lực của một kiếm trong vạn kiếm quy tông, nếu đồng loạt phát cả ra, có lẽ sẽ thực sự có uy lực hủy thiên diệt địa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó, tôi không bao giờ quên được cú sốc trong lòng mình khi ấy. Tôi thậm chí còn muốn cảm ơn ông ta, vì ông ta đã khiến tôi thực sự biết được sự vĩ đại của kiếm, thực sự nhận ra rằng kiếm đạo không có giới hạn và cũng không bao giờ kết thúc. Khi mà nước rút đi, nước biển yên tĩnh trở lại, bầu trời lại trở nên quang đáng, một nam tử tuấn Mỹ trong bộ y phục màu trắng phấp phới từ trên trời đáp xuống. Ông ta là người đã tạo ra biển kiếm, kiếm tiên của nhân đạo, Lữ Thuần Dương. Khi nó rơi xuống cách mặt biển khoảng 10 trượng, Lữ Thuần Dương tùy ý phất tay một cái, thanh ngọc kiếm trắng tinh lập tức bay vào tay, ông ấy cất vào bao kiếm sau lưng. Chương 476, Kiếm Tiên Thuần Dương 2. Sau khi cất kiếm, Lữ Thuần Dương xác định khí tức của tôi rồi từng bước tiến về phía tôi. Đi đến rõ ràng là một người, nhưng cho tôi cảm giác rằng đó lại là một thanh kiếm. Sát khí trong thanh kiếm vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi, lưỡi kiếm sắc bén làm tôi đau cả mắt, nước mắt cứ chảy ra không thể kiểm soát được. Thấy tôi rơi lệ, Thùy Họa đứng chắn trước mặt tôi. Bây giờ sát khí của Lữ Thuần Dương càng trở nên mãnh liệt hơn, thân thể tử thần bắt đầu run rẩy, chỉ chống cự được trong giây lát đã có dấu hiệu hư hóa niết bàn. Thùy Họa, em đừng lo cho anh. Nói xong, tôi từ phía sau Thùy Họa bước ra, một mình đối mặt với sát khí của Lữ Thuần Dương. Thân thể tử thần của Thùy Họa đã không thể chống lại, thì cơ thể của tôi thậm chí còn khó mà chịu đựng được. Tim ma đập như trống, trong đôi mắt không chỉ có nước mắt chảy ra mà còn có máu, tiếp đó đó là cả thất khiếu đều đồng loạt dỉ máu. Cơ thể mềm oặt như một chùm bông gòn vậy, bị sát khí phát từ người kiếm hợp nhất của Lữ Thuần Dương đâm đầy thương tích. Ông ta thực sự không có ý định giết tôi, mà chỉ muốn tôi đầu hàng. Tôi là ma đạo tổ sư, chỉ cần tôi nguyện ý cúi đầu trước ông ta, thì tương đương với việc toàn bộ ma đạo đều chịu quy phục nhân đạo. Ta sẽ không giết ngươi, Lữ Thuần Dương nhàn nhạt, nhạt nói, tiếp tục đi về phía trước. Ta biết ngươi sẽ không, thời đại mạt Pháp còn chưa kết thúc, nếu bổn tôn ngươi ra tay giết ta, thiên đạo sẽ không tha cho ngươi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, thiên đạo đang tiến vào kiếp nạn, có một số việc chỉ cần đừng làm quá, thì cũng sẽ không quản. Ví dụ như hủy đi tu vi của ngươi, giống việc vợ ngươi làm đối với đồ sơn công tử vậy. Tôi im lặng, hủy đi tu vi của tôi đối với ông ta mà nói là chuyện rất dễ dàng, cho dù cả bảy người bên ma đạo tôi đồng loạt tấn công cũng không ngăn được ông ta. Ngươi không cần trông đợi gì ở vợ chồng khổng tuyên tới cứu ngươi nữa, lúc ta tới đây thì nhân đạo thiên tôn đã phong tỏa trời đất nơi này. Vợ chồng khổng tuyên không tới được, phong thập bát cũng không. Lữ thuần dương nói, vậy nên, nhân đạo các ngươi là cố ý muốn ở phế tích quy khư làm nhục ma đạo ta sao? Tạ Lưu Vân nói không sai, nếu đã làm sai thì nhất định phải trả giá, có trách thì trách phá quân chi tướng của ma đạo các ngươi quả thật quá kiêu căng rồi. Nói đến đây, Lữ Thuần Dương chỉ cách tôi 10 trượng cuối cùng. Đi về phía trước, mỗi bước đi đều có thể làm tổn thương nặng nề lên thần hồn tôi than ôi ma đạo tôi đến cùng thì cũng im hơi lặng tiếng quá lâu, mà người tới thực lực lại quá kinh khủng. Lữ Thuần Dương là người có sức chiến đấu hàng đầu nhân loại, ngoại trừ nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn và cửu thiên lôi chủ đầu mẫu nguyên quân gia, ông ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Ông ta đến rồi, ma đạo không ai có thể ngăn cản, bởi vì hai người có chiến lược úc mạnh nhất trong ma đạo tôi đã đồng quy cùng với trời đất. Đỉnh cao của ma đạo tổ sư có thể đấu với thập nhị trí tôn thiên tôn, phá quân thiên tôn có thể đấu với đạo tổ, Thất Thải Minh Vương khổng Tuyên Thiên Tôn tuy có sức mạnh để chống lại Lữ Thuần Dương, nhưng ông ấy đã bị quá nhiều Thiên Tôn của Nhân Đạo vây lấy, nên không thể đến đây được. Tình hình như vậy, thì tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc tu vi của tôi bị hủy hoại, hoặc tôi cúi đầu nhận lỗi. Nếu ngươi phá hủy tu vi của ta, Ma Đạo sẽ không vào Quy Khư nữa. Tôi nói, cơ duyên của Phế Tích Quy Khư có lớn đến đâu, cũng không lớn bằng mặt mũi của Nhân Đạo. Không có Ma Đạo can thiệp, Nhân Đạo của ta chẳng qua chỉ là hy sinh thêm vài người động tay đi sau khi nói xong tôi từ bỏ sự phản kháng và để lữ thuần dương tùy ý hủy đi huyền quan của tôi mặc dù biết rằng còn có những mảnh thần niệm của khương tuyết dương trong đó nhưng tôi không thể làm gì được nữa bởi vì nếu cô ấy còn sống cũng sẽ không cho phép tôi cúi đầu đạo môn lấy thực lực làm trọng không có đạo lý nào để bàn cả tôi chỉ hy vọng rằng sau khi ông ta phá hủy huyền quan của tôi sẽ không làm khó những người khác trong ma đạo tôi sơ cao đánh khẽ ngay khi lữ thuần dương chuẩn bị ra tay mộ dung nguyên duệ đã bay tới phúc sinh vô lượng thiên tôn gặp qua chiến thần huyền nữ lữ thuần dương gặp người hành lễ với tư cách vãn bối xét về tu vi ông ta không biết cao hơn mộ dung bao nhiêu lần nhưng xét về tư chất sư phụ hỏa long chân nhân của ông ta khi gặp cửu thiên huyền nữ cũng phải xưng mình là vãn bối mộ dung nguyên duệ khẽ gật đầu với lữ thuần dương sau đó quay sang tôi và nói tại sao ngươi không chịu cúi đầu có một số việc ta thả chết chứ không làm Tôi đáp, Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn tôi thật sâu, sau một lúc im lặng quay qua nói với Lữ Thuần Dương, "Kiếm Tiên Thuần Dương, phê tích quy khư không có ma đạo là điều không thể được, nhân đạo các người sẵn sàng hy sinh, nhưng đừng kéo tiên đạo ta vào rắc rối." "Vậy thì, ý của huyền nữ là?" Lữ Thuần Dương trầm giọng hỏi, "Tạ Lan, ta bảo lưu lại, đây là ý của tiên đạo hay là ý của một mình ngươi?" Lữ Thuần Dương sắc mặt thay đổi đôi chút, thái độ Mộ Dung Nguyên Duệ không như ông ta mong đợi ý của ta cũng đại biểu cho toàn bộ tiên đạo. chương 477, Đế Tinh Tử Vi 1 Có một số người nói sao làm vậy, vì thế khi mộ dung nguyên duệ nói rằng cô ấy muốn bảo lưu tôi, Lữ Thuần Dương liền rơi vào trạng thái băn khoăn. Điều quan trọng nhất là thái độ của mộ dung nguyên duệ rất đáng để cảnh giác. 3.000 năm mặt Pháp, nhân loại là người được hưởng lợi nhiều nhất. Không biết có bao nhiêu bậc thầy đạo môn đã xuất hiện, Lữ Thuần Dương, Trương Đạo Lăng, Lý Thuần Phong, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Lưu Bá Ôn. Trước đừng nói việc ma đạo ẩn thế không ra mặt, mà tiên đạo một mực sống nhờ thành tích trong quá khứ, ngay cả binh bộ chiến thần cử thiên huyền nữ của tiên đạo cũng đã nhập thế niết bàn rồi. Bề ngoài, có vẻ như tiên đạo đã lợi dụng sức mạnh của long tộc để chiếm thế thượng phong, nhưng một khi thời đại mặt Pháp kết thúc và hàm cốc quan cùng thiên đình đồng thời nhập thế, tiên đạo nhất định sẽ tranh không lại nhân đạo. Trong trường hợp này, tiên đạo rất có thể sẽ lựa chọn liên minh với ma đạo. Ma đạo tuy yếu, nhưng còn có hai vị thiên tôn và một cửu thiên phong chủ. Thiên tôn không thể coi thường nhưng lại khó đạt được, giá trị của mỗi vị thiên tôn là không thể lường được. Thất thải minh vương khổng tuyên chiến lực không thua kém Lữ Thuần Dương, đạo lữ của ông, Tiếu Ca cũng là một trong những thiên tôn mạnh nhất, cửu thiên phong chủ kế thừa truyền thừa hoàn hảo nhất của thái cổ phong ma, năng lực lại càng lợi hại hơn. Chiến thần huyền nữ, dù rằng phế thích quy khư rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng cũng chưa chắc không có ma đạo thì không làm được việc. Ma đạo là đại địch nhân, tiên hai đạo, người hà tất phải vì bảo vệ ma đạo mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta. Lữ Thuần Dương hỏi, Thuần Dương kiếm tiên, người sai rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sinh tử của ma đạo không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn bảo vệ tạ lan, những người khác tùy ý người muốn xử thế nào. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, không biết huyền nữ chiến thần tại sao muốn bảo vệ tạ lan. Lữ Thuần Dương ánh mắt đăm chiêu hỏi, ngay khi câu hỏi này vừa thốt ra, mọi người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt nhìn về phía mộ dung nguyên duệ đôi mắt của thùy họa đặc biệt mãnh liệt tôi cũng rất tò mò không biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào mối quan hệ lớn nhất giữa tôi và cô ấy chính là đoạn hôn nhân trên đá tam sinh cô ấy ắt sẽ không nói ra lời này do tổn hại đến uy nghiêm của chiến thần ta cùng tạ lan có một tâm nguyện đã ấp ủ từ lâu nếu như hắn xảy ra chuyện gì đại đạo của ta tất sẽ bị tổn hại không thể thành tựu thiên tôn được mộ dung nguyên duệ nói tâm nguyện gì cơ lữ thuần dương hỏi không thể nói được ta không giết tạ lan ta chỉ là hủy đi một thân tu vi của hắn cái này và giết hắn lại có gì khác nhau mộ dung nguyên duệ nói muốn trách chỉ có thể trách ma đạo sỉ nhục nhân đạo của ta quá nặng nề nếu như tạ lan không chịu cúi đầu thì sẽ không có bất kỳ ngã rẽ nào nữa mộ dung nguyên duệ không nói tôi có thể phá hỏng đại đạo của cô ấy thì còn đỡ nhưng một khi nói ra như bây giờ thì lữ thuần dương sẽ càng không để tôi đi hủy tu vi của tôi phá cả đại đạo của chiến thần tiên đạo, cho dù hiện tại tiên đạo công kích nhân đạo, nhiều nhất cũng chỉ là hao tổn một ít chiến lực nhân đạo, bất luận như thế nào cũng không thiệt thòi. Lữ thuần dương lại lần nữa bước về phía tôi, sát khí ngày một nhiều, thân thể tôi ngày càng chịu không nổi, tôi còn nghĩ rằng không cần đợi đến lúc ông ta phá hủy huyền quan của tôi, thì tôi cũng vì sinh khí cạn kiệt mà chết. Lúc này, mộ dung nguyên duệ tới chặn trước mặt tôi. Lữ thuần dương sắc mặt trầm xuống, tạm ngưng phóng thích sát khí, lạnh lùng nói, chiến thần huyền nữ, ngươi phải biết cho đến khi có được đạo chiến thần hoàn chỉnh ngươi không thể ngăn ta lại được ngươi cứ việc ra tay đi mộ dung nguyên duệ nói thấy cô ấy không chịu lùi bước lữ thuần dương đã trực tiếp tế xuất thuần dương thần kiếm ngay khi thanh thần kiếm xuất hiện sát khí nặng như núi càn quét về phía mộ dung nguyên duệ sát khí như vậy chắc chắn vượt quá phạm vi mà mộ dung nguyên duệ có thể chịu đựng ấy vậy mà cô ấy không lùi lại nửa bước chỉ đứng chắn trước mặt tôi Lữ Thuần Dương kiểm soát uy áp kiếm khí của thần kiếm, lần nữa cảnh cáo chiến thần huyền nữ thân phận tôn quý, nếu người cứ khăng khăng làm điều này, khó trách nữ mộ sẽ xuống tay vô tình. Xuất kiếm đi, tạ lan ta nhất định phải bảo vệ. Sau khi nói xong, mộ dung nguyên rời miệng nhẩm pháp quyết, nhanh chóng triệu hồi cả ba pháp thân của mình. Ly hỏa, canh kim, quý thủy, thêm cả bổn tôn mậu thổ của cô ấy, bốn mộ dung nguyên rời giống hệt nhau xuất hiện trước mặt tôi, bảo vệ tôi chặt chẽ sau lưng mình. Thấy vậy trong lòng tôi thở một hơi dài, mộ dung nguyên duệ không phải chỉ tùy tiện nói mà thực sự tính kế cứu tôi khỏi kiếm của Lữ Thuần Dương. Đáng tiếc, với tu vi hiện tại của cô ấy thì không thể làm được điều đó. Lữ Thuần Dương nhập đạo với một thanh kiếm, ông ta cũng là một người sát phạt quyết đoán, nếu ông ta thực sự hạ quyết tâm làm điều gì đó, thì tâm ý sẽ không thay đổi. Thần kiếm phát tán uy lực, kiếm khí mù mịt chém về phía pháp thân đồ đỏ ly hỏa của mộ dung nguyên duệ. Chương 478, Đế Tinh Tử Vi 2 Pháp thân ly hỏa trong tay cầm pháp kiếm còn chưa kịp triệu hồi long tức thuật, đã bị kiếm khí của ông ta đánh tan rã, tiêu tan trong không khí như pháo hoa sau khi nở rộ. Kiếm khí thế như trẻ tre, pháp thân canh kim áo trắng cũng không thể ngăn cản dù chỉ một chút. Đây là hiệu quả nghiền nát đến từ vị thế của kẻ trên, sự công kích của kiếm khí ở cự ly gần như vậy, một mộ dung nguyên vẫn chưa hoàn thiện chiến thần chi đạo thì rất khó để chịu được một kích. Ba pháp thân trong nháy mắt bị vỡ nát, trực tiếp đả thương đến thần hồn của mộ dung nguyên duệ lúc này kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã đột phá vào trong thân thể bổn tôn của cô ấy. Lữ Thuần Dương có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám giết Mộ Dung Nguyên Duệ, cổ tay vung một cái, kiếm khí chuyển từ đâm thẳng đi chạch xuống vùng bụng dưới của Mộ Dung Nguyên Duệ. Thân thể của Mộ Dung Nguyên Duệ cũng khó có thể chống cự, lập tức bị kiếm khí đánh bay, trong không trung phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ đạo bào. Bây giờ không có ai ở trước mặt tôi, Lữ Thuần Dương tiến lên một bước, đưa một ngón tay điểm vào huyệt thần đình trên trán tôi. Đúng vào lúc này, từ trên trời truyền đến một đạo thần niệm khí thế, sau đó là thần uy vô tận từ cửu thiên tuôn xuống. Trong giữa thần uy, chúng sao tỏa sáng, từ khí hồng hoang che lấp trời đất. Thần niệm này vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt toàn khí thức của Lữ Thuần Dương, với sức mạnh của ông ta cũng không thoát ra được, ngón tay đang lơ lửng trên huyệt thần đình của tôi đột ngột dừng lại, không ấn xuống được nữa. Lữ Thuần Dương trong lòng biết rõ chuyện này không thể tiếp tục được nữa, bay người lên không chung, đón tiếp vị đến từ cửu thiên kia. Sau khi thoát khỏi sự khống chế thần niệm của ông ta, Thùy Hỏa đã dịch chuyển tức thời đến ôm lấy mộ dung nguyên duệ vẫn chưa rơi hoàn toàn xuống biển quay trở lại. Thùy Hỏa anh Tuấn uy vũ, sau khi mộ dung nguyên duệ bị thương lại lộ ra vẻ yếu ớt của nữ tử, cái ôm của hai người thật khiến người khác mơ tưởng vô ngần. Kẻ thù truyền kiếp 3.000 năm, ai ngờ giữa bọn họ còn có thể tiếp xúc thân thể như vậy. Mộ dung nguyên duệ bị ôm vừa xấu hổ vừa khó chịu, sau khi ổn định cơ thể, thì muốn lập tức thoát khỏi vòng tay của Thùy Hỏa. Không ngờ, thùy họa ôm mộ dung nguyên duệ chặt đến mức không thoát ra được khuôn mặt trắng ngọc đỏ đến mức giống như đang dỉ máu trong cơn thịnh nộ lại phun ra một ngụm máu tươi thấy cô ấy nôn ra máu thùy Hỏa mỉm cười để cô ấy đi thế nào cảm thấy đau lòng cho cô ấy sao thùy Hỏa thần niệm truyền âm với tôi từ sâu trong tim cô ấy đã cứu mạng anh em không nên làm vậy với cô ấy cứu mạng anh cũng chính là cứu mạng em nếu như chiến trường gặp nhau em sẽ tha chết cho cô ấy ba lần nhưng nếu cô ấy dám cùng em giành chồng, nhất định sẽ giết không tha. Anh và cô ấy không có gì cả. Ha ha, anh và cô ấy không có gì thì sao lại ngăn đại đạo của cô ấy được. Tạ Lan, có một số chuyện em không hỏi, không có nghĩa là em không biết, anh tự liệu lấy mà làm. Người đến từ Cửu Thiên Tôn Quý vô song, tuy biết Thiên Tôn Tiên Đạo sẽ không trơ mắt nhìn mộ dung nguyên duệ chịu nhục, nhưng không ai có thể ngờ được rằng người đến lại là ông ta. Trên lưng Long Quy, thần sắc tất cả đệ tử tiên đạo đều nghiêm trang nhìn lên trời một vài đệ tử cấp thấp thậm chí còn quỳ dạp xuống đất. Không chỉ mỗi tiên đạo, mà nhân đạo cũng thế. Vị chủ nhân này không chỉ ở tiên đạo địa vị tôn quý, còn là một trong những vị thần tối cao của tam giới. Thậm chí những chú ngữ, phù lục ghi chép trong đạo tàng, có khoảng một phần người phải phụng tên húy ông ấy mới có được thần thông. Trước khi bổn tôn kịp xuất hiện, đã ngay lập tức tước đi tất cả ánh hào quang của kiếm tiên lữ thuần dương. Chúng sao tỏa sáng, tử vi tôn quý nhất, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử lữ thuần dương bái kiến tử vi đại đế lữ thuần dương cung kính nói người quả thật là to gan lớn mật đến cả cửu thiên huyền nữ cũng dám đả thương chiến thần huyền nữ kiên quyết ngăn cản đệ tử phế bỏ tu vi của tạ lan đệ tử chỉ là bất đắc dĩ mới phải ra tay lữ thuần dương nói dừng tay đi huyền quan của tạ lan không thể phá tử vi đại đế nói mệnh bàn sát phá làng đã bị phá vỡ mà đạo chỉ còn là một con cờ phế giữ lại tạ lan thì có ích gì tóm lại giờ ta đã đến đây, thì không cho phép người đụng vào tạ lan nữa. Ngoài ra, quy khư cơ duyên lớn hơn người tưởng rất nhiều, không có ma đạo trợ giúp, hai nhà chúng ta đã định sẵn là trở về tay không. Đa tạ tử vi đại đế chỉ giáo, đệ tử lập tức trở về hàm cốc quan. Trường nào gặp được lão đạo đức thiên tôn, thì nhớ thay ta nói với ông ta rằng lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa, thì bảo ông ta tự mình giải quyết. Trước khi thời đại mạt pháp kết thúc, tiền đạo sẽ không can thiệp vào việc của nhân gian nữa. Sau khi nói xong, Bắc cực tử vi đại đế biến thành một tử khí hồng hoang quay trở lại thiên đình. Sau khi ông ta rời đi, Lữ Thuần Dương sửng sốt trong giây lát, gửi một đoạn thần niệm truyền âm cho tạ Lưu Vân, tiếp đó ngựa kiếm bay về phía tây hàm cốc quan. chương 479, dịu dàng như nước một. Ngự không tiêu hao rất nhiều thần niệm và chân khí, trong vòng ngàn dặm xung quanh mắt biển lại không có hòn đảo nào để dừng chân, nên chúng tôi đành phải tạm thời rời khỏi đây để tìm một hòn đảo nghỉ ngơi. Hòn đảo này không quá lớn, nhưng phong cảnh ở đây lại đẹp đến choáng ngợp vẫn chưa vào quy khư thì đã bị lữ thuần dương làm mất cả hứng nên chúng tôi quyết định ở lại trên đảo thêm vài ngày biển trời xanh trong như hòa làm một khiến người ta sảng khoái hơn nhiều nỗi buồn chất chứa do cái chết của khương tuyết dương cũng vì vậy mà nguôi ngoai đi ít nhiều lúc lữ thuần dương chuẩn bị phá hủy huyền quan của tôi điều khiến tôi lo lắng nhất chính là khương tuyết dương bởi vì mảnh vỡ thần niệm của cô ấy vẫn còn ở trong huyền quan của tôi nếu như huyền quan bị hủy cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Dù vậy, tôi vẫn không có đủ can đảm để vào trong huyền quan nhìn cô ấy. Ánh chiều tà chiếu xuống, mặt biển lung linh ánh vàng, hơi nóng từ nước bốc lên tạo thành yên hà dày đặc, gió biển hưu hưu, từng cơn sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm. A Lê ngồi trên lưng ngạo phong, cả hai cùng nhau đạp gió rẽ sóng trên mặt biển, còn hai tên điên bạch vô nhai và lâm thanh thủy lại đang ở một góc đàm luận về nghĩa lý sâu xa của sát đạo. Tôi và Thủy Hỏa thong thả bước đi, Tốc độ càng lúc càng chậm, chúng tôi không hẹn trước mà đồng thời dừng lại và ôm hôn nhau. Không có chiếc áo giáp khắc kim ngăn cách, tôi có thể trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của Thùy Hỏa, cảm nhận sự dịu dàng đã lâu không thấy được. Thân thể của Tử Thần không chỉ cho Thùy Hỏa khuôn mặt của Tử Thần mà còn khiến cơ thể của cô ấy ngày càng quyến rũ động lòng người hơn. Từ sau khi cô ấy ngưng kết được thân thể của Tử Thần, tôi vẫn chưa có cơ hội cởi giáp cho cô ấy, nhưng vào khoảnh khắc này, phía sau tảng đá ngầm, cuối cùng tôi đã có thể ôm cô ấy vào lòng rồi làn da mịn màng trắng như sứ chạm vào mát lạnh như băng khi nhiệt độ của lòng bàn tay tôi lướt qua làn da của cô ấy cảm xúc cũng dần nảy sinh trong lòng đạo tâm có thể giúp tôi kìm nén nhu cầu sinh lý nhưng cảm xúc của tình yêu thì không thể nào dập tắt được tình yêu không chỉ là nhận thức về tinh thần mà còn là khao khát về thể xác đáng tiếc hòn đảo này thật sự quá nhỏ vừa mới bắt đầu tôi liền cảm nhận được hơi thở thần niệm của kiêm hà sau đó nhìn thấy cô ấy một mình đi chân trần trên bờ biển chiếc đạo bào rộng màu đen phất phơ trước gió bóng hình ung um dung tự tại lại phảng phất nét cô đơn nhìn thấy kiêm hà thùy họa mặc lại quần áo nói với tôi đi dạo cùng cô ấy đi em không ghen sao tôi hỏi dù sao đó cũng là người phụ nữ của anh hơn nữa tuyết dương còn đang ở trong huyền quan của anh chúng ta cũng đâu thể làm gì được thùy họa hiếm khi thoải mái như vậy điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng hài lòng thấy tôi một mình tiến đến trong mắt kiêm hà ngoại trừ kinh ngạc còn có mấy phần cảnh giác liên tục nhìn trước ngó sau nhìn gì vậy tôi hỏi chị thùy họa đâu rồi kiêm hà hỏi tôi cô ấy bảo anh đến đây với em anh nói thật không thật đây không phải là một cái bẫy đó chứ nhìn dáng vẻ ngờ vực của kiêm hà tôi thấy cô ấy vừa đáng thương lại vừa buồn cười nhịn không được mà nhéo má cô ấy cô ấy thấy tôi dám có hành động thân mật như vậy mới dám chắc chắn đây không phải là một cái bẫy ngay lập tức cô ấy liền nhảy lên và quấn chân quanh eo tôi sau đó dùng sức hôn lấy hôn để lên môi tôi huyết mạch của huyễn ma không giỏi khống chế dục vọng, lúc động tình sẽ giống với kiếm ma của tôi, đã xuất chiêu thì khó mà thu lại. Lúc cô ấy đang ôm hôn tôi mãnh liệt thì nghe thấy tiếng khụ khụ của Thùy Họa. Các người không cần mặt mũi nhưng ta cần thể diện, cách đây 30 dặm có một hòn đảo, muốn làm gì thì qua bên kia. Thùy Họa chỉ tay về phía bắc nói, nghe lời Thùy Họa, Kiêm Hà liền cảm ơn cô ấy rồi kéo tôi bay về phía bắc. Vừa đáp xuống, Kiêm Hà liền lao vào tôi như một con thú hoang. Ngày thứ hai, chúng tôi chính thức lên đường tới quy khư điều khiến tôi không ngờ là quân binh của hai đạo nhân tiên vẫn án binh bất động như thể đang chờ đợi chúng tôi vậy chúng tôi vừa mới xuất hiện mộ dung nguyên duệ liền sai ngọc nữ đến tiếp đón chúng tôi trong trại của mộ dung nguyên duệ chỉ có hai người là cô ấy và giao trì cung chủ thấy vậy tôi bèn bảo kiêm hà a lê ở bên ngoài còn tôi và thùy hỏa vào trong lều mới mấy ngày không gặp vết thương của mộ dung nguyên duệ đã hoàn toàn hồi phục sắc mặt cũng rất tốt trên người cô ấy khoác một bộ giáp màu trắng bạc thể hiện khí chất oai hùng của bậc nữ tử tạ lan xem ra ma đạo các ngươi vốn không quan tâm đến đảo kim ngao nhiều như ta tưởng mộ dung nguyên duệ không hề khách khí mà gọi thẳng tên tôi ta cũng không ngờ các ngươi vẫn luôn đợi chúng ta không biết mộ dung tiên tử tìm ta có việc gì tôi nói đợi tạ lưu vân đến rồi hãng nói nói chưa dứt câu thì thấy tạ lưu vân và trương chi viễn bước vào trong trại tôi và hắn ta nhìn nhau với vẻ mặt khó xử nhưng dù sao hắn cũng là một kẻ lanh lợi, liền chủ động chào hỏi tôi, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tạ Lưu Vân bái kiến đạo tổ. Hai chữ đạo tổ này nghe thật xa lạ, trong lòng tôi chỉ biết thở dài, sợ rằng ngày tháng sau này sẽ không thể thân thuộc với hắn như trước nữa. Chương 480, dịu dàng như nước hai. Không cùng đường ắt không cùng chí hướng, nếu không vì nhân duyên trên đá Tam Sinh liên lụy đến chiến thần chi đạo, e là cô ấy cũng sẽ không xả thân cứu tôi. Tuy thiên đạo không thoát khỏi đại nạn, nhưng bàn cờ vẫn còn ở đó giáo lý của ba đạo không giống nhau cũng không có sự lựa chọn để thỏa hiệp và cùng tồn tại cuộc chiến phong thần chắc chắn sẽ phải nổ ra một lần nữa hiện giờ bọn họ đều tỏ ra khách khí với tôi là bởi vì thực lực của ma đạo còn yếu ớt không đáng để chúng nhắm vào một khi ma đạo trỗi dậy mạnh mẽ bọn họ đều sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tôi hơn nữa tôi luôn có một dự cảm nếu như lại nổ ra cuộc chiến phong thần rất có khả năng đó sẽ là cuộc quyết chiến cuối cùng sau khi trận chiến kết thúc, ba đạo sẽ chỉ còn lại một đạo duy nhất. Thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, ba đạo chơi ván cờ này đã quá lâu rồi, cho dù thiên đạo không chán thì chúng sinh của tam giới cũng thấy mệt. Sau này tôi mới biết, quy khư xuất hiện chính là để đặt dấu chấm hết cho ván cờ này. Ma đạo là người đến sau, vẫn chưa vào thăm dò quy khư, nên sau đó tạ Lưu Vân đã giải thích kỹ càng cho chúng tôi về tình hình phía trong quy khư. Vô tận chi hải minh mông rộng lớn, mà thế giới quy khư cũng không hề thua kém vô tận chi hải. Quy khư lớn vô cùng, dù hai đạo nhân tiên đã thăm dò hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chưa thể nói chính xác được, thậm chí còn chưa vào được vùng trung tâm của nó, cứ mãi luẩn quẩn bên ngoài lối vào của quy khư. Sở dĩ chưa vào được bên trong vì lối vào là một chiến trường cổ bị bỏ hoang của hàng vạn chủng tộc, ở đây sát khí sung thiên, ác linh vô số. Ở đây không chỉ có nhân loại, dã thú, mà còn có cả dị thần, phù thủy và rất nhiều những oán linh của yêu ma từ thời hồng hoang. Thậm chí, nhân đạo còn phát hiện ra thi thể của Nguyên Phượng Niết Bàn thất bại ở trong đó. Nguyên Phượng là hỗn độn thần thú cùng thời với Tổ Long, sau khi niết bàn thất bại, thân thể của Nguyên Phượng hóa thành một biển lửa vạn năm không tắt. Đạo tàng có ghi chép quy khư là do huyền quan của thủy thần hóa thành, nhưng tôi và mộ dung tiên tử đều không nghĩ như vậy." Tạ Lưu Vân nói, "Vậy các ngươi cho rằng quy khư là cái gì?" chúng tôi cho rằng quy khư thực chất chính là thế giới hồng hoang đã mất. Suy đoán này rất giống với ma đạo tổ sư, tuy nhiên nhận thức của ông ấy rõ ràng hơn bọn họ ở chỗ, ông ấy cho rằng hồng hoang đã bị quy khư nuốt chừng. Trong mắt của ma đạo tổ sư, quy khư lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Các người đang gặp phải khó khăn gì sao? Vì sao lại mời ma đạo đến quy khư? Tôi hỏi, hung hồn trên chiến trường vạn tộc quá mạnh, đại quân của hai đạo nhân tiên đã bị tổn thất vô cùng nặng nề. Tạ Lưu Vân nói, ta hiểu rồi, thứ các người thực sự cần là thần uy của tử thần. Thùy họa là tử thần, là người bề trên sở hữu linh hồn trấn áp đối với vong hồn. Có cô ấy bên cạnh, chắc chắn sẽ khiến sức chiến đấu của hung hồn trên chiến trường vạn tộc giảm đi đáng kể. Bảo sao khi Thùy họa hủy đi tu vi của Đồ Sơn Công Tử, Tạ Lưu Vân không tìm cô ấy tính sổ mà lại gây khó dễ với tôi. Đáng lẽ lúc trước ngươi nên ngăn cản Đồ Sơn Công Tử gây hấn, động đến ta không việc gì, nhưng tôn nghiêm của tử thần không thể bị mạo phạm. Tôi nói, kỳ thực trước đó không ngăn cản là vì muốn thăm dò sức mạnh tử thần lâm tướng quân nếu đánh không lại đồ sơn công tử các người cũng không đủ tư cách để tiến vào quy khư tạ lưu vân đáp ô ra vậy vậy ngươi có hài lòng với biểu hiện của ta không thùy họa lạnh lùng hỏi tạ lưu vân chỉ biết cười ngược không đáp lại một đao của tử thần hoa nở trong nháy mắt